Dạ em ơi. Như vậy mạch truyện của Riot quyết định là hai thứ quá tuyệt vời đó câu nào. Khai mạc và chưa kể đến là trailer của trận đấu chung kết của Thế giới 2023. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cắm bài tròn giữa Weibo Gaming và T1. Những lúc cắm đã có là Japan, là Asia, những lúc kia T1 cắm đi cùng. Ok nè. Bây giờ mình sẽ nhanh hơn ở chỗ sân khấu rất nhiều luôn. Đồng xu thắng họ được quyền chọn đội và họ đã chọn bên phía đội 1. Họ đưa ra hai lực cấm nhắm tới cặp đôi mít rừng của T1, đó chính là Azir, một trong số 3 con bài mà Faker đã dùng ở tại kỳ chung kết lần này, và thêm cả Japan, một vị tướng mà Honor đã dùng rất thành công ở tại cặp trận gặp các thành viên Leading. Silas là lực cấm cuối cùng của Weibo Gaming. Như vậy ba pháp sư mà Faker đã dùng đều đã bị cấm hết. Và T1 sẽ bắt đầu vào đội thứ 4 giờ Faker ở trong cái phản thi đấu đầu tiên này. Họ quyết định là lấy màu ca ngay từ sớm. Tiếp đó sau Hu sẽ có thể lấy dây nhằm mục đích là chiến thắng của mình giữa. Vâng, và T1 đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời của mình cho cái bài Maokai của Weiwei, đó chính là Kalista cùng với Retaclan của đường dưới. Như vậy những xạ thủ như Varus đang vẫn còn dành cho Lai và Chris để họ có thể giúp trong ván thi đấu đầu tiên này. Họ đang nhá một con Raven cho tay của Lai. Một sự bất ngờ đây được mở ra. Lai với vị tướng Raven, một trong những vị tướng có tỷ lệ thắng đường vô cùng cao trong khoảng thời gian đầu tiên của ván thi đấu. Tay ngắn quá, bot tay ngắn quá. Bot này chưa chắc thắng nha. Sang những vị tướng khác. Cuối cùng, họ quyết định lo cho Sahu, một trong những vị tướng mà ta có thể carry rất tốt hơn về giữa. Đó là Zay và cận kèm thêm một đường sai với cái Aatrox của mình trên. Như vậy cánh trên của Weibo Gaming đã lộ với ba vị tướng có khả năng đánh tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Và ngay lập tức Yone được khóa vào dành cho T1. Đây là một lựa chọn mở. Đúng. Nó có thể mang cho Zed hoặc có thể mang cho Faker, tùy thuộc vào câu chuyện đó. T1 sẽ muốn mang vị tướng nào để dùng chiến thắng trước sau hay là The Shy. Nhỏ tiếng bình luận không? Okay, cắm từ đó T1 cũng đang bắt đầu hiện được lên ở trong phase thứ hai là Ash ở khu vực đường dưới. Họ vẫn chưa muốn... Mít bị nhỏ hả? Kalista rất ngại cái tán xạ tiện đến từ bà Ash này. Mít, vâng, mít phải nhỏ xíu để mà nó không có lọt cái tiếng ở đây vô anh em. Của Honor hay sẽ là đường đơn. Ok chưa? Ok chưa? Sejuani trong tay của Honor. Vẫn còn đó những vị tướng đi rừng ma thì nó chống chịu. Bên cạnh Sejuani okay, và Javan bị cấm. Rail. Bên cạnh thêm cả một con bài Maokai đã được lựa chọn trước. Vẫn còn Rail đúng. Đó có thể lựa cấm cuối cùng của Weibo Gaming. Mình mà cái mít của mình mà bật lớn á, cái mít của mình mà bật lớn thì nó sẽ bị vọng tiếng ở đây vô, cho nên mình phải bật cái tiếng của mình nhỏ thôi. Câu hỏi đặt ra là Lai của Chris sẽ phải đánh cái gì để đi đường với Kalista của Mayushi đây? Hiện tại sẽ tương đối khó. Vẫn còn đó cặp đôi Senna Tam Ken, nhưng đó không phải là những sự lựa chọn đẹp để có thể đối đầu với lại cặp đôi Kalista và Reta Class ở bên kia. Chí okay, okay, okay. Và Rail là sự lựa chọn cấm cuối cùng bên phía của Weibo Gaming. Đây là điều dễ hiểu. Và T1 sẽ cần phải có câu trả lời là rừng của họ, Honor sẽ nắm vị tướng gì trong game ván thi đấu này. Vẫn còn đó một Bobby bên phía của T1 cấm bot như vậy là mình thấy ok, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà thằng Lai tự tin đánh Raven được á. Đó là một trong số những chống chịu còn lại trong bể tướng của Honor ở tại chung kết trận này, nhưng Faker có vẻ như đang muốn mang ra một con Ari xuất hiện, họ có thể sẽ có một rừng Matthew tấn công mạnh. Nó có thể là Lee Sin, nó có thể là Ari của tôi. Diego trong tay của Honor. Trong khi đó thì Weibo Gaming bắt buộc phải đưa ra hai lựa chọn cho khu vực đứng dưới của mình. Senna Tam Ken hay sẽ là một chất tướng như kiểu là Aphelios Lulu đây. Aphelios Lulu cũng được. Nếu như phía Weibo Gaming nghĩ tới việc đánh nửa cánh trên thì họ có thể tạo ra một cặp đôi Aphelios và ui không không không. Họ muốn có Senna Tam Ken ở khu vực đường dưới. Tỷ lệ thắng Senna Tam Ken hả? Senna Tam Ken hả? Reta Class và Kalista không nhiều lắm nhưng đã có chứ không là không. Cho nên ngày hôm nay Weibo Gaming vẫn tin dùng cặp đôi này để nhường phần sân cho nửa cánh trên, nơi mà Sahu, nơi mà The Shy, những người cần những nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá để có thể tỏa sáng. Một điều thú vị là Senna Tam Ken chưa từng được Lai và Chris sử dụng ở tại chung kết hôm nay. Nhưng mà cái đội hình này của T1 đánh chung kết này họ đã kiểu cảm giác khó đánh lắm anh em. Sự chuẩn bị của họ trong một tuần thi đấu vừa qua. Ừ, này T1 khó đánh. Ui ôi ôi. Và Lee Sin đã xuyên trong tay của Honor. Ô cái đội hình này siêu khó đánh luôn. Đầu tiên ở tại kỳ chung kết lần này, Faker và Honor đánh Lee Sin Ari. 1-0 như Weibo đúng không? Trận đấu chung kết này là 1-0 như Weibo đúng không? Chứng tỏ là cả hai đội đều đã dấu bài rất kỳ để đến với trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới rồi. Ừ, anh nhìn mới rồi, T1 khó đánh quá. Cặp đôi Lee Sin Ari. Ngon không? T1 cũng đang hướng nửa cánh trên. Hai bên sẽ cố gắng hướng nửa cánh trên. Nhưng T1 sẽ có một phần lợi hơn tí xíu. Đường dưới của họ vẫn đang có một carry khá tốt là một Kalista. Nếu như trong khoảng thời gian đầu tiên T1 có được lợi thế, họ sẽ nhưng mà cánh trên T1 giữ trên mức độ cơ động vô cùng to, đánh được một Ari, Lee Sin và đôi khi mà đánh mid game đúng không? Đội đánh mid game đúng không? Một Yone chẳng hạn. Đội hình của T1 đánh mid game đúng không? Thi đấu đầu tiên thôi thì cả hai đã cho chúng ta thấy sự chuẩn bị của mình. Mà anh chỉ sợ là mid game không win được là lay lay là thua. Con bài mới đến như thế nào? Đã có tới 4 vị tướng mới được cả hai mang ra trong bộ tướng của mình ở đại kỳ chung kết lần này đến từ cả hai bên. Mình và với việc T1 tham khảo Optimus thì mình thấy cái ván 1 này là đội hình T1 rất là khó chơi. Tại vì nó sẽ yêu cầu là đánh mid game phải thắng rất là chắc. Nhưng đây là một kèo đấu thua so với Yone khu vực trên. Đoạn mid game là phải đánh rất là chắc để mà thắng từ giai đoạn mid game với đánh lây là khó.
Còn Ari đánh lay rất yếu nha. Ari Lee Sin đánh lay rất yếu. Cho nên là mình sợ là Tiêu Anh không dứt điểm được sớm á, không lăn cầu tuyết được là sẽ khó đánh về đằng sau á. Những ngày trong khác nhau. Ấy trong trong rồi sai thì chưa thể nào biết được. Nên nhớ anh ta thắng BOG, anh ta thắng tất cả những đối thủ phía trước, dựa trên cơ hội là anh ta thắng đường hoàn toàn so với đối thủ bên kia chi tiến. Cho nên ngày hôm nay, Aatrox trong tay có những sự khác biệt vô cùng lớn. So với lại Aatrox và Sujin đối với tôi không gì lạ cả. Quan trọng là Zeus sẽ đầu kèo thi đấu như thế nào. Chúng ta ơi. Cùng nhau đến với bảng thi đấu đầu tiên, bảng thi đấu khởi màn cho trận đấu chung kết của Chung kết Thế giới 2023. Món chính đây rồi. Vừa rồi là món khai vị với một bữa tiệc. Tay con. Phim điện ảnh cùng với âm đúng nhạc của Red Game. Tay con đang la ác anh em. Cùng chờ xem sẽ là món chính ngày thi đấu hôm nay của T1 và Weibo mình sẽ có chúng ta một bàn. Nhưng mà ngày hôm nay xét về ngọc tái tổ hợp thì ở khu vực đường giữa ngày hôm nay có một đứa mà mình thấy là mình thấy được hai cái áo Genji anh em. Thì bộ đội đường dưới của T1 hai cái áo Genji và Reta Class họ là một hai con người dũng cảm nhất cái nhà thi đấu đặc biệu này. Mình thấy hai cái áo Genji đi cực kỳ ngạo nghễ ở nhà thi đấu đặc biệu luôn. Mình khả năng thi đấu rất an toàn. Đúng là như vậy. Dù như mà nói thì Weibo Gaming đang có một tiếng trước rất là cứng cáp. Nếu như kéo bán thi đấu này nó hơi lâu một xíu thì nghĩ sẽ tương đối khó dành cho T1. Dù như mà nói đội hình này của họ cũng có thời hạn sử dụng nhất định, đặc biệt hơn hết là một Kalista. Bạn rất khó để gây một lượng sát thương lớn ở trong thời gian cuối của bán thi đấu. Cho nên T1 sẽ cần có một khởi đầu thật sự suôn sẻ để mang lại một lợi thế vô cùng lớn trong thời gian đầu tiên này. Khởi đầu đến từ cả hai người chơi rừng đang có một chút sự khác biệt khi mà Honor sẽ ăn từ khu cánh trên xuống. Với vòng rừng ăn từ trên xuống thì bộ đội đường dưới của họ sẽ có khả năng đẩy liên tục và không sợ những pha gánh sớm tới từ Weiwei. Tương tự với Weiwei thì anh ta cũng sẽ ăn từ khu vực bùa đỏ nhà mình và ăn lên khu cánh trên. Điều đó sẽ tạo ra áp lực không hề nhỏ dành cho Zeus. Faker trong khoảng thời gian đầu tiên anh ta đã kích hoạt được sốc điện nghe từ sớm, còn trong đó kèo này cũng kèo khó nha, kèo này không dễ cho con Ari đâu. Cho câu chuyện là ta sẽ lát hết từng con lính một cho tới khi lượng lính đủ để bạn có được cái dao hung tàn cộng kèm với nước mắt, lúc đó Soho sẽ sẵn sàng bung kỹ năng mình nhiều hơn để có thể trao đổi kiến thức. Còn Chris và Lai sẽ cầm một số với hệ trang Caria, anh ta quyết định lên kỹ năng để cấu rỉa chứ không phải là bắt tay. Liên tục là Lai và Kumayoshi cấu rỉa lẫn nhau để tung kích là tạo ra được lợi thế cho bản thân mình. Người sẽ ghép ở ngay cấp độ 1 đến từ bộ đôi Gumayoshi và Caria và chấp tướng cho phép họ làm điều đó. Còn khu vực vòng vẫn đang có những pha chủ động trao đổi chiêu thức với Lửa Hồ Ly. Và anh ta là người đẩy đường ở khu vực đường giữa đang có phần tốt hơn. Với cấp độ 2 thì khả năng đẩy đường của anh ta sẽ tiếp tục giúp cho Honor có thể sẽ có những pha di chuyển và tấn công khu vực sông nếu như họ muốn xâm lăng sang phần rừng bùa xanh của anh chàng Weiwei. Honor có thể suy nghĩ tới chuyện đó, tạm thời cái tốc độ của anh ta giải quyết nửa cánh trên vẫn đang không tốt. Còn trong khi đó thì Weiwei vẫn đang kẹo khu vực bãi chim và anh ta vẫn sẽ tốn một khoảng thời gian ngắn nữa để có thể di chuyển lên khu vực bãi sôi để nhằm mục đích là có được lính ở khu vực nửa cánh trên này. Liên tục những cú nhảy biên, Honor đã có những cú nhảy biên, anh ta sẽ di chuyển qua để có thể cướp được. Cái mic nó phải nhận, mình phải nói lớn siêu. Đờ Sa đang bị áp đảo về thế lính, một thế lính vô cùng khó cho nên Honor đánh đúng rồi nè, con Lee Sin thắng rồi, Lee Sin thắng, các ba Lee Sin thắng. Thả một cái chồi non đã phát hiện thấy Honor, Honor sử dụng, ui, sống bằng không trúng. Honor đang suy nghĩ rất kỹ cho mít đẩy top đẩy này dễ chơi. Anh ta đang tạo một nguồn thời gian rất lớn. Nhưng mà nếu như thằng Honor đánh mùa xanh á là thằng Weiwei nó thả chồi vô là thua. Và gây áp đảo vào trong khu vực trụ. Đây là tình huống mà Honor bắt buộc phải đi mờ là do gốc nha. Đây nha anh em, mờ là do gốc nha. Cho phép anh ta kiếm rừng đối phương với sự hỗ trợ đến từ các đường đẩy của mình và rất bắt đầu di chuyển vào. Rất di chuyển vào bùa đỏ sống bằng một cú quay đấy. Rất bắt đầu di chuyển, anh ta cần một con cú đâm kiếm đẹp thì lúc đó anh ta có thể hỗ trợ thêm cho Honor. Honor vẫn đang an bài với bãi sói đã có. Quy chúng là chết. Mất tương đối là nhiều. Tập lên hôn gió hôn gió. Vừa rồi không trúng sống bằng trúng nhưng mà Honor quyết định không bay vào. Sống bay vô. Máu sâu vẫn còn nhiều. Chuyển sang dạng bố trước đó và sau tiếp tục tấn công người Faker. Honor lui ra cũng là Faker. Không chết rồi. Cực kỳ hổ báo đến từ các thành viên phía T1 vào thẳng khu vực rừng bùa xanh của đối phương và Honor ít nhất đã có cho mình một bãi quái rừng ở phần rừng bùa xanh của Weiwei. Đó chính là bãi anh ấy sói và sau đó anh ta xuống khu vực cánh dưới bản đồ để tiếp tục vòng rừng đầu tiên của mình. Trong khi đó thì Weiwei đang có một pha di chuyển vòng ra phía sau Faker, người không còn tốc biến. Và Faker sự nguy hiểm. Honor đang đánh gỗ. Không tốc biến. Chuyển sang nhà gỗ bị cancel bởi cú đánh giá. Không sao, Sahu sẵn sàng chuyển sang nhà pháo để tấn công bỏ ra. Và chuyển sang nhà pháo. Một hit bắn, hai hit bắn. Chiến công đầu cho đường giữa của Weibo Gaming. Một pha đầu tư phép bổ trợ tốc biến hợp lý đến từ Weiwei để tấn công khu vực đường giữa của T1 khi biết rằng Faker đã không còn phép bổ trợ tốc biến nữa. Và anh ta đã chấp nhận hy sinh tốc độ đi rừng của mình để hướng tới pha tấn công vừa rồi. Và đó là pha tấn công mà vị trí đứng của Faker không đủ an toàn để anh ta có thể rút lui với tình huống mất tốc biến trước đó rồi. Vẫn là một lợi thế dành bên phía Weibo Gaming khi mà hạ gục được nhường lại dành cho Sahu. Sự hy sinh của Weiwei là hợp lý, bây giờ ta biết nếu như anh ta di chuyển xuống nửa cánh dưới ta sẽ không có được lợi thế. Nếu như Weiwei di chuyển xuống không cướp rừng được, anh ta cũng không có được con cóc.
sư đoàn bạn là không có được bãi cua, coi như là vô dụng. Anh ta đợi tới khi trước khi bãi chim ra, lấy skin Ari là chết rồi. Thế vô cùng lớn. Và đó là một lấy skin Ari là chết rồi. Tới từ Xiaohu, mặc dù Faker đã có con Ari mà không win cái lane này là đi á. Nhưng vị trí đứng của anh ta là không đủ để anh ta có thể rút lui với việc không có tốc biến nữa. Lợi thế trên công đầu dành cho bên phía của Wayward Gaming để họ phần nào đó thôi kéo ngắn chênh lệch về tiền, bởi vì hiện tại chênh lệch về tiền vẫn đang nghiêng về trên phía T1 với các đường của họ đều đang farm rất tốt. Khu vực giữa 39, khu vực đường trên là một trong những khu vực. Cái đội hình này của T1 là phải thắng mid game đó nha. Bắt buộc phải thắng mid game đó. Sai chỉ mới là 30 thôi. 11 lượng chỉ số lớn cách biệt. Đây sẽ là một trong những lợi thế. Bắt buộc phải thắng mid game nha, đánh lay game rất là yếu. Lay game khó lắm. Nửa cánh dưới này vẫn chưa thể nào biết được là Wayward Gaming hay là T1 sẽ có được lợi thế để sở hữu được con rồng đầu tiên. Vòng dừng đầu tiên thì Wayward cũng đã có một pha di chuyển sang để cướp lại bãi chim thứ hai của Honor trong ván đấu này, và anh ta vẫn đang chưa thể nào có thể về nhà giải phóng lượng tiền trên người. Trong khi đó thì Honor đã trở lại vòng dừng thứ hai của mình với một cái dây thép gai, và quyết định của anh ta là tấn công thẳng sang phần rừng bùa đỏ của đối phương. Lai đang được cắt cờ để có thể phòng ngự, và Honor cũng đang gặp một số vấn đề. Lai bắn vô cùng đau đớn và Honor cũng đang dần dần phải lùi ra khỏi khu vực sân của một bãi chim. Anh ta đang hướng tới khu vực cộng đồng. Anh ta đang suy nghĩ rất kỹ cho câu chuyện là nó bảo vệ bãi chim của thằng Wayway. Nhưng con mắt vẫn đang phát hiện Honor, và Honor ngập tức phá nó sau khi đánh được vào hàng soi sáng. Anh ta đang suy nghĩ, anh ta đang do dự. Quyết định của Honor là lui về bởi vì quá mạo hiểm, chuyển sang con rồng khi mà nửa cánh dưới đang đẩy là sự tuyệt vời. Nếu các bạn có nhớ về cặp trận với Liên Ninh thì đó là một ngày thi đấu mà T1 có được tổng cộng là 12 con rồng sau 3 ván đấu. Thì lợi thế đường dưới giúp cho T1 có được khả năng kiểm soát rồng rất tốt ở trong những ván đấu của mình. Và ngày hôm nay ván đấu đầu tiên này tiếp tục là ván đấu mà bên phía của T1 có được con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu. Với khả năng đẩy được khu đường dưới với cấp độ 6 dành cho Faker thì áp lực của anh ta với dây không tốc biến của Xiaohu là rất lớn. Và con rồng nguyên tố đầu tiên được triển khai tốt, T1 có thể sẽ suy nghĩ về việc thiết lập con sứ giả như thế nào sau 2 phút nữa. Họ vẫn đang có lợi thế vô cùng lớn dựa trên những gì mà họ tạo ra được, không chỉ ở khu vực giữa mà ở khu vực đường trên. Đồng ý là Faker đã đập xuống một lần, nhưng khi nhìn vào lượng chỉ số lính của anh ta hơn, chứng tỏ lượng kinh tế của Faker không hề thua thiệt so với Xiaohu. Còn Xiaohu bắt buộc có một đội dẹp để tránh trường hợp có thể bị tấn công cực kỳ mạnh ở khu vực đường giữa mà tốc độ di chuyển vô cùng chậm để không thể né được những kỹ năng của đối phương. Điều này khiến cho nguồn kinh tế của Xiaohu chưa đủ để chúng ta có được cái giao hộp tài. Khu vực đường trên thì mặc dù chúng ta không được theo dõi nhiều, nhưng lúc này cả hai đều đã mang ra một trang bị lớn, đó chính là trang bị dày của họ. Sai thì là dày thép gai. Anh em nhấn lại cái lazio luôn nha, cảm ơn anh em nhiều. Dày cuồng nộ sẽ cho phép rớt có khả năng đẩy được liên tục tại khu vực đường trên, và lượng sát thương anh ta có thể mang ra cũng là tương đối lớn. Sai đã bị mất máu tương đối nhiều trước thềm con sứ giả. Một phút nữa sứ giả xuất hiện, và sông trên đang là sông thuộc quyền kiểm soát của Thiên Hoàng. Và Honor đang một cách cực kỳ ngon lành mà không hề có bất cứ một cái phản kháng nào đến từ sau hu là quay quay cả. Cả hai hiện tại vẫn chưa có tốc biến. Nếu như tấn công không khác nào bạn đưa đầu của mình vào chỗ chết cả. Quay quay đang muốn chuyển lên khu vực nửa cánh trên hỗ trợ. Bỏ rồi, đồng quay quay lúc này cấp 5 B về là bỏ rồi. Một thế đẩy mà rớt quá nhiều cơ hội có thể lùi về được. Anh ta vẫn còn cái khả năng lùi về dựa trên tốc biến của bản thân mình, cho nên việc hỗ trợ cho The Sai là quá khó. Và vừa rồi khu vực đường trên đã có một pha đổi chiêu cuối giữa The Sai của Wizards, và người mất máu nhiều hơn đó chính là The Sai. Vẫn tiếp tục là một kèo đấu được kích sau đang xử lý hiệu quả đến từ trên bên phía của T1. Và cùng chờ xem liệu rằng bộ đôi đường dưới của cả hai bên có bên nào đẩy cặp đôi đường dưới của mình lên cánh trên để kiểm soát giải hay không. Tạm thời người đang có lợi thế hơn chắc chắn là Gumayusi và Karia rồi. Nếu như người được cắt cử lên thì chắc chắn cũng sẽ là Gumayusi và Karia. Chúng ta nhìn vào lượng chỉ số lính, creep quá ít lính. Cảm ơn bạn giấu tên nha. Pha đó pha mid nó biết cơ có lẽ nên sau khi đẩy một đợt lính vào bên trong khu vực flat em như pha vừa rồi thằng sau nó né vậy. Hồi phục lại và sẵn sàng cho chiến thuật đánh nhau tiếp theo của mình đội cánh trên. Và pha này thì tôi thấy rằng bên phía của T1 đang có dấu hiệu muốn đẩy bộ đôi Gumayusi và Karia lên khu cánh trên. Với cấp độ 6 dành cho Gumayusi thì họ không nên ở khu vực đường dưới. Nếu như ở khu vực đường dưới và đánh 2-2 khu vực đường dưới thì Senna sẽ lợi một cú chiêu cuối lên cánh trên bản đồ cho tình huống đánh nhau 3-3 cánh trên tại sứ giả chẳng hạn. Vì vậy T1 quyết định kéo cả Karia và cả Gumayusi lên. Nhưng tôi không biết được là thời điểm này thì liệu rằng bên phía Weibo Gaming có ý định ra tay không. Họ đang kéo thêm cả bộ đôi Lai và Chris lên khu cánh trên với cấp độ 6 đến từ Chris. Nhưng mà Wayway chưa xấu kìa, không đẹp lắm. Anh ta đang cần có khoảng Wayway chưa xấu đâu đánh được đâu. Một chút xíu. Một áp lực vô cùng lớn được tạo ra nó giúp cho Yone trong tay của Z chắc chắn sẽ là người chủ động di chuyển tốt hơn so với lại The Sai với cậu bạn ai chấp phía bên kia. Điều này đang khiến cho thế Wayway Gaming lưỡng lự. Họ chưa thể nào di chuyển sang khu vực hang Sengenic bởi vì họ biết di chuyển vào mức lượng máu đang khá ít ở từ The Sai là sự mạo hiểm vô cùng cao. Họ vẫn đang đợi. Những quyết định của họ là chỉ dừng lại đây. Phát quyết định là mở. Ta đang muốn tấn công người đối thủ bắt tay thành công sang trong một cú kéo về đó là hợp chất rồi lại bung ra và đang khiến cho Chris mất quá nhiều máu. Chris đã nuốt được một cú thủ thành công. Và Honor của đội bạn hạ gục. Xiaohu bên đây tiếp tục tiếp cận, cầu đi cầu về rất hay, nhưng dây vò không đủ sát thương. Chắc chắn là như vậy. Và lại một lần nữa T1 có được thành công ở khu vực giữa. Khả năng kiểm soát mục tiêu của T1 vẫn đang là quá tốt ở trong ván thi đấu này. Một dòng nguyên tố đầu tiên và sau đó họ đẩy cặp đôi xạ thủ cho mình lên cánh trên, kiểm soát thành công con sứ giả. Một con sứ giả mà hai đường đơn của Weibo Gaming ở thế không đẩy được, họ không có đủ tầm nhìn. Nhưng Weibo có định canh đường trên của Zeus. Tóc biến còn, W còn.
chiêu cuối được bung ra, chiêu cuối được hất về, nhưng cái đó tức bị kéo về bởi W từ sai, và những cú chém đến từ sai vẫn đang rất đau đớn, rất W đã lấy giáp nhưng không đủ rồi. The sai của bạn 2-1 cho Weibo Gaming. Và Weiwei rất biết cách để gỡ lại lợi thế dành cho bên phía Weibo Gaming, mặc dù các đường của họ đều đang farm thua, mặc dù các đường của họ đang gặp những khó khăn và họ không thể kiểm soát mục tiêu được. Nhưng Weiwei đã mang lại tới 2 mana gục dành cho hai đường đơn của Weibo Gaming để gỡ lại những gì đã mất. Lợi thế về mạng hạ gục dành cho các thành viên Weibo Gaming, đặc biệt hết là The Sai đã giải tỏa những áp lực ở trước đó, anh ta gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng cái bây giờ về với 1k7 thì lượng kinh tế và lượng trang bị của The Sai sẽ dần dần được cải thiện. Còn trong khi đó, với mạng hạ gục có được của Lee Sin tại corner, các cần làm cho corner là tiếp tục tỏa sáng với con bài Lee Sin này. Họ có lẽ sẽ có một tiền đề lớn trong việc kiểm soát con rồng Mito thứ hai của ván thi đấu này với một con sứ giả trên người corner. Và tôi đang thắc mắc là họ sẽ gọi nó ở tại khu vực đường nào. Góc đứng hiện tại của Kumayushi đang có thể tấn công được, nhưng sự cơ động đến từ Chris giúp cho anh ta rút lui an toàn mà không mất máu quá nhiều. Nhưng thế đẩy ở cả đường trên lẫn đường giữa lẫn đường dưới, trong ít phút sắp tới có lẽ vẫn sẽ tiếp tục thuộc về cho phía T1, và họ sẽ cố gắng kiểm soát những con rồng Mito đặt điều kiện thắng của mình vào và hy vọng rằng linh hồn rồng cảm giác là T1 vẫn chưa đủ cái lợi thế ở mid game á, cũng sẽ được nhưng nó sẽ không đảm bảo là đâu có lợi thế gì đâu so với những con rồng có đẩy đường nhanh hơn nãy giờ thôi, chứ thực ra lợi thế không có nhiều. Mong tới một điều may mắn chắc có lẽ là như vậy, nhưng trước hết để trước tới cái điều may mắn đó thì T1 lại có một lợi thế vô cùng lớn là nắm được cái cá con rồng thứ hai. Điều này giúp cho T1 sẽ rất là dễ dàng để có thể kiểm soát được cái thế rồng hai chục lớn hay năm chục rất thánh tốt nhất nãy giờ nè. Weibo Gaming cũng đang biết cách chờ đợi, họ đang có những lượng trang bị khá cần thiết cho Dersai cũng như là Sahu. Cái cần là món trang bị đầu tiên của Dersai sẽ có, và nước mắt trong tay của Sahu sẽ cần phải tích một khoảng thời gian khá lâu. Đúng rồi, bên phía Weibo Gaming là một đội hình cần thời gian, cần phải đánh chậm trong khoảng thời gian ban đầu để Senna trong tay của Lai có thêm số nội tại để Sahu có thể tích xong cái nước mắt của mình. Còn giao tranh trực diện tại thời điểm này với một Lee Sin đã hoàn thành xong chuyến của họ, nó sẽ là một bài toán khó đối với Weibo Gaming. Họ vẫn đang muốn thử, nó sẽ đấm họ vẫn đang muốn di chuyển ra sông để kiểm soát tầm nhìn, và họ không muốn buông bỏ con rồng Mito thứ hai một cách đơn giản như vậy. Garia bắt đầu di chuyển để có thể kiểm soát lượng tầm nhìn. Weiwei đang đứng đợi, nhưng Weiwei sẽ không dám nhảy xuống. T1 sẽ mở trước, nhảy xuống tương đối khó. Đối thủ đang kiểm soát mở trước là được, đặc biệt ở ngay khu vực bờ sông. Cánh đẩy, Lai và Chris đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Anh ta đang gây một sự khó chịu nhất định cho Kumayushi. Sao hồ cầu sắm này là chơi chất lượng lắm nha. Đang phải farm lính ở khu vực cường trụ. Còn trong đó sẽ dành cái đích được thả của mình giữa để nhằm mục đích là nâng cấp trang bị cho Faker. Faker sẽ cần một nguồn kinh tế rất lớn để anh ta có thể có được món trang bị đầu tiên, đó có thể là cái trượng băng vĩnh cửu. 1k2 đang trong tài khoản của Faker và ta sẵn sàng với món trang bị của bản thân mình. Bỏ rồi, quay bộ tất nhiên rồi, với khả năng đẩy đến từ khu vực đường giữa bằng sứ giả Kenneth thì T1 đã tiến ra con rồng Mito thứ hai một cách tương đối đơn giản. Trong khi đó quyết định đưa ra đến từ Weibo Gaming là buông bỏ. Họ không có cách nào để giao tranh với đỉnh T1 tại thời điểm này cả. Mặc dù Honor đã mất đi tốc biến, nhưng đây là một Lee Sin đã có chỉ huy huyết. Ôi, rồng gió. Sức sát thương đến từ đỉnh bên phía T1 tại thời điểm này sau cấp độ 6 đã là quá lớn rồi. Và Weibo Gaming tiếp tục buông bỏ những mục tiêu để hướng tới một thế trận an toàn. Và khá xui cho T1 với rồng gió. Thay vì cánh này ta bỏ rồng gió đó là con rồng gió khá xui cho T1. Nhưng thật ra với đội hình cơ động có rồng gió cũng được, và bạn cũng ngăn cái khả năng di chuyển nhanh đến từ Weibo Gaming cũng tốt. Tại đội hình này của Weibo Gaming cần tốc độ di chuyển. Lai và Sahu tương đối mỏng và rất dễ bị tấn công. Nếu như có con rồng gió thì chắc chắn đội hình này của Weibo Gaming sẽ tương đối dễ để có thể kiểm soát. Thì biết đâu đó T1 với con rồng gió họ ngăn cản được những gì mà Weibo Gaming muốn dựa trên điều kiện tự nhiên. Cho nên đây vẫn là một trong những thành công nhẹ của T1. Còn Weibo tiếp tục nung nấu định hỗ trợ cho side của mình trên, và Zed bị bổ một cái tương đối đầu ra cái bổ ba Honor và cả đồng đội của mình nghe tức tấn công. Chiêu cuối được bung đến từ Weibo Gaming, dính một cú sút anh ta sắp sửa phải nằm xuống. Chiêu cuối được bung ra xe. Oh my god, Weiwei trên điểm Sus và Honor đang phải bỏ chạy. The Sai vẫn đang muốn kết thúc được mạng của Honor nhưng không thành công được. Nổi đâu Senna ra ta. Đã thành công trong việc sử dụng chiêu cuối để hỗ trợ rồi của mình. Và đó là cú chiêu cuối hỗ trợ ở khu vực cánh dưới bản đồ lên cánh trên để giúp cho bộ đội top rừng của Weibo Gaming có một pha giao tranh 2-2 thắng. Mình tưởng Weibo bị ngu anh em. Một pha giao tranh mà rõ ràng bên phía T1 biết được rằng Weibo không có phép tổ chức tổng biến trong pha vừa rồi. Kéo ra tung chiêu cuối nhưng nó hoàn toàn không có giá trị cho tình huống này. Đường giữa cũng có giao tranh. Và Faker đang mất tương đối nhiều máu, ta đã không còn trưởng băng bên cụ để bị ép chiêu cuối. Sahu đang trong dạng búa, Faker còn thêm một lần phi hồ nữa. Sahu mất con xe trong tình huống vừa rồi. Với những nỗ lực cố gắng tấn công và ép lượng máu của Faker cũng như là chiêu cuối để ngăn cản, biết đâu đó Honor có thể di chuyển được khu vực giữa để tạo ra cái thế 2-1 vô cùng mạnh mẽ. Và kèo khó khu đường trên giữa Dersai cùng với Zed trong ngày thi đấu này đã được bên phía Weibo Gaming xử lý rất tốt với hai pha giao tranh mà họ có được lợi thế. Lần đầu tiên là tình huống tấn công đến từ Weibo lên khu vực trên hạ gục rớt. Lần thứ hai là pha 2-2 có sự hỗ trợ đến từ Senna của Lai của đường dưới lên. Và đó là một mạng dành cho The Sai, một mạng dành cho Weibo với một khởi đầu mà họ rõ ràng là bị thua thiệt về mặt chất tướng. Nhưng với những ma gục mà Weibo đã khai thác được trong khoảng thời gian vừa qua dành cho bên phía Weibo Gaming, họ đang kiểm soát chênh lệch về tiền ở ngưỡng cực kỳ an toàn. Và linh hồn rồng gió, họ có thể bỏ linh hồn rồng để suy nghĩ tới cái chuyện là tích những nước mắt đến từ sau hay nội tại của Senna của Lai một cách nhiều hơn nữa. Vẫn còn chưa kể đến là số lượng phản đã ở khu vực đường trên The Sai có thể
bị mất khả năng đuổi lại chạy được tấn công liên tục mất phần lên thành công cho Trung Quốc. Vozet vẫn đang chờ đợi để bung đa đồ sai mất quá gì mẫu đang bị dính thiêu đốt. Honor đang di chuyển tới đây quá mạnh rồi. Honor tiếp tục thay đổi mạng thứ hai chặt tiếp hoạt. Ba người quá mạnh rồi mà đồ sai đã không có đủ tầm nhìn tại khu vực sông trên để đảm bảo rằng anh ta sẽ an toàn với những pha tấn công như vậy. Vũ Mai Yoshi vừa ăn một lượng sát thương tương đối lớn tại khu vực giữa nhưng T1 lại bắt lẻ thành công được đồ sai khu vực trên mà không tốn quá nhiều tài nguyên quan trọng, họ chỉ tốn thiêu đốt tới từ Carrier mà thôi và họ vẫn còn tài nguyên để giao dịch chứng giả. Honor đang tiếp tục quay quay đè bám ngược làm cú sút chăng ra rất đòn. Honor đang bị dính của đường thế tay bị đấm chăng ra và là người phải lùi về. Quay đã tung lên các bạn xuất hiện cú cắt đã không còn nữa. Lai được tấn công và ta né được không dám clip nút về thành công. Và quay buồn người mình vẫn đang thi đấu vô cùng bay lớn trong ngày thi đấu này. Gu Majusi một lần vô cùng lớn và sao hù vẫn đang tiếp tục tỏa sáng được. Quay quay phía bên này anh ta đang cố gắng bỏ chạy và tìm cách tự sát ra bây giờ quay quay tự sát được. Đã đủ thời gian rồi. Nghĩ tới việc tự sát được và chủ vẫn chết về quay. Một lời khen dành cho Weiwei trong ván thi đấu này bởi vì ba đường Weiwei họ đều thua nhưng hãy nhìn cách mà Weiwei thực hiện những pha tấn công của mình. Vừa rồi là pha mà anh ta phản công thì đúng hơn là tấn công và anh ta Weiwei vẫn có thể tự sát được, không mang lại kinh tế dành cho phía T1 và họ lại tiếp tục có mạng ở trong ván thi đấu này. 4-2 đang là tỷ số về mạng dành cho Weibo Gaming và họ không hề thua tiền so với T1. Những gì họ thua chỉ là hai con rồng nguyên tố mà thôi. Đúng là như vậy. Theo thời gian nó có thể sẽ được đặt lại dựa trên lượng trang bị. Mình tưởng Weiwei này nó Weiwei ván thi đấu này thật sự là một con quái vật. Wow. Anh ta có một pha sóng cổ học rất hay để đúng thoát khỏi lượng sát thương đến Honor. Và khi Faker dịch chuyển xuống anh ta không còn phi hồ để có thể make play một cách tốt hơn nữa. Trước một con Tham Ken có cú chiêu cuối từ đối an toàn rút lại rút lui mà anh ta không mất bất kỳ một tài nguyên quan trọng nào. Nhưng T1 tiếp tục muốn gây sức ép tại mục tiêu. Họ biết thời điểm này sức mạnh đội hình của họ với một món trang bị đến từ tất cả các vị trí đang là mạnh hơn. Nhưng phía bên kia Weibo Gaming cũng đang có được những trang bị khá là tốt, họ sẵn sàng cho tình huống đánh nhau này. Nhưng tôi đang cảm giác Weibo Gaming sẽ không dướng nhiều quá, họ sẽ muốn pha giao tranh nhiều hơn là việc là có được chưa có chiều cuối. Weibo chưa chiều cuối đang đợi và đã đều trúng. Faker đang lùi ra tí xíu sẽ là sứ giả khai đức mà thôi. Rất thấp thành công lên chiêu cuối lại tóc biến thoát khỏi chiêu cuối đó và nghe được tức rất lùi về với kia đang nghe của mình. Đó là một pha mà The Sai đã không có dịch chuyển để can thiệp giao tranh và quyết định đến từ bên phía Weibo Gaming tiếp tục buông bỏ thêm một mục tiêu lớn nữa. Bốn mục tiêu lớn đầu cho bên phía T1 là khó lắm nha. Là Weibo vẫn nhìn ra được những tình huống tấn công để giúp cho bên phía Weibo Gaming có được tới 4 ma gục 100% KP không win là rất khó. Câu lời khen tôi đã dành cho Sao Hù, anh ta biết đội hình đối thủ sẽ nhắm vào anh ta khá là nhiều dựa trên mức độ cơ động từ Faker của Jalo Honor và đôi khi sẽ là Zed và hoặc là Kuma Yoshi nữa. Cho nên quyết định của Sao Hù không phải là việc nào, cái anh ta muốn là kiếm Mayumu để giúp cho Sao Hù có được tốc độ di chuyển rất tốt. Nếu như anh ta combo đẹp, nếu như anh ta có thêm tăng tốc pha thì tốc độ của Sao Hù sẽ là thứ công cụ rất là tuyệt vời để có thể câu kéo mà không hề lo ngại mình sẽ trở thành nạn nhân ở những tình huống tổng tấn công đến từ T1. 28.000 tiền là con số hiện tại đến từ cả hai bên. Khoảng cách chênh lệch là một con số rất ít ỏi về mặt trang bị đến từ cả hai bên. Cũng như xuất tướng hiện tại của Weibo Gaming cũng đã là thời điểm mà cái nước mắt của Sao Hù tích được gần 300 số. Cũng là thời điểm mà Senna trong tay của Lai đã có được hơn 50 số. Ba giao tranh này mà T1 không thắng thì cùng chờ xem là con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu này. Liệu rằng Weibo Gaming có muốn giao tranh trực diện với T1 không? Ba giao tranh này T1 không thắng là cúp. Sao đã bị dính cú sóng âm. Vẫn còn thắng là phải thắng theo kiểu là 4 mạng, 5 mạng. Vẫn đang được mở ra dành cho cả hai đội. 300 nước mắt trong tay của Sao Hù đã có rồi, nhưng ta sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Faker vẫn đang lựa gốc lực thể tung ra được cái cú hôn gió và lại tiếp tục bị dính cú sóng âm. Hôn gió cái này trúng vào người Weiwei. Caria đang bị dính một luồng sóng cực kỳ đẹp đến từ Sao Hù. Weiwei mất tương đối nhiều mẫu. Weibo Gaming đang lùi, con rồng ở đây được mở ra. Lượng tầm nhìn đến từ Weibo Gaming rất tốt, lượng năng lượng của Sao Hù vẫn đủ để có thể tiếp tục cho một tình huống cầu sấm nữa. Anh ta vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh ta đang ép Faker, ta đang ép Caria và tất cả các thành viên còn lại của T1 đang tránh xa ra khỏi khu vực hang động. Honor đang muốn ở lại khu vực đứng giữa thêm một nhịp nữa để cùng với con sứ giả tạo áp lực tại khu vực đứng giữa vào các thành viên bên phía Weibo Gaming. Trụ một đứng giữa của Weibo đang ở trạng thái máu khá yếu và Caria bắt tay trượt rồi và anh ta quyết định sử dụng tốc biến kết hợp với lại hợp tốc liên lạc. Weibo xin chuyển cú và giữ chân được Caria lại. Caria đang cần phải lùi ra với tốc độ tương đối nhanh hơn gió thành của Weibo Gaming. Trường qua bên cũng clip rút được khá thành công của Weibo sử dụng định mệnh để lùi ra và Faker đang mất tương đối nhiều đó đạp và chuyển đường cho tập đạp quá chậm. Anh ta di chuyển quá chậm, nó khiến cho Faker bắt buộc phải xài chi cuối để thoát khỏi tình huống tấn công đến từ The Side. Hả, vật chiến binh muốn thấy lên đám nhanh đến từ Caria nhưng rất tiếc là tình bắt tay của anh ta nó trượt và họ biết rằng Weiwei không có tốc biến nhưng họ đã không khai thác được phép bổ trợ tốc biến chưa hồi kịp tới từ Weiwei cho chú vừa rồi. Honor tốc biến xuất về thành công, sau đang trong dạng búa để bị tấn công tốc biến để có thể bao trùm tấn công vậy đẹp từ Faker và sau Hu không nằm xuống ngược lại thì đó không gió vậy. Các thành viên còn lại của Tiwa đang cố gắng lùi ra từ phía bên này. Zed đang giữ cho khá nhiều người chú cuối khá tấn công đấy được hai thành viên trong thế khó. La đang lùi ra và La đã phải nằm xuống quay quay bị dính sóng âm bay vào đá rồi. Honor quay quay được gắn đè bóng đầu sai mất quá nhiều máu bổ một cái bộ hai cũng không được gì cả nằm xuống quay quay được gắn bỏ chạy của Bayushi là người có đồng hạ gục trước đó và quay quay bất lực trời đỡ được miếng đỡ được miếng tiền giá phải trả của họ có thể là cả quay quay đã cắm mắt đã sóng âm đã kết thúc và Honor có đồng hạ gục tiếp theo T1 5-4.
T1 cho thấy được sự hổ báo của mình ở thời điểm nha, mà sức mạnh một trang bị đến từ đỉnh của họ. Ở trong pha vừa rồi nó đã phát đi tác dụng. Đội hình bên phía Weibo Gaming đã có một pha chủ quan, họ đã có một pha rút lui thành công tới từ Sahu với chỉ một chấm máu mà thôi. Sau một pha insect với góc đá vô cùng đẹp đến từ Honor. Hãy nhìn cách Weibo nó vẫn hướng vào đầu với số người Cương và Chris cắm mắt hộ thể. Reflash thành công Sahu nhưng Sahu vẫn có thể về được với kiếm ma Yumu. Nhưng phần còn lại của Weibo Gaming họ quá tham rồng và hãy nhìn cách mà rất tiếp cận với tình huống đặt mệnh của anh ta. Một cú đặt mệnh đẹp, nó tung được hai thành viên đó rồi quay cộng kèm với lại like cả. Lý do tại sao sớm quyết định chọn vị tướng này không chỉ là có thể đánh bài được Aatrox trong The Side, và bây giờ anh ta còn đang có được chỉ thủ mở tranh cực kỳ tuyệt vời để mang lại một luồng không khí tích cực cho các đồng kinh T1 còn chốc đến từ Weibo Gaming. Sau con đầu vừa rồi họ lỗ rất nhiều, một con rồng phải trả một cái giá quá đắt đến từ bên phía của Weibo Gaming. Hãy nhìn cái cách mà bên phía T1 trừng phạt sai lầm vừa rồi của Weibo Gaming. Họ có rất nhiều ma gục, họ có trụ đường giữa đối phương, họ có thêm trụ đường trên lời hai trụ liên tục dành cho bên phía của T1, và với hai trụ này thì T1 đang dẫn trước đối phương lên tới con số 3.000 tiền. T1 bên này tiếp tục nâng cấp thêm không chỉ là nguồn kinh tế mà chưa kể đến là những gì họ đang nắm giữ được. Con rồng gió trong tay của Weibo Gaming chưa dùng được, vấn đề sao Hu né được ra khỏi tình huống tấn công rất và rất công thức e có thể lùi về được. Honor đang đứng đợi một con mắt để có thể soi sáng. Honor đang muốn tiếp cận, Honor đang di chuyển vào, Honor đã hộ thể, Honor chờ đợi cú sút ra sống băng đã trúng bay và đá sâu đang chuyển sang giữa tình chính một cú sút nút khá thành công. Thành quyết ngay lập tức sau được giải thoát sau tình huống tấn công cực kỳ mạnh mẽ đấy các anh của T1. T1 vẫn lời, T1 lấy trụ vẫn lời, bị tác động bởi cú đá vừa rồi đến từ Honor. Nhưng họ đã an toàn rút lui, cái trụ một khu vực đường dưới là thứ họ bắt buộc phải bỏ lại trong tình huống này với những áp lực rất lớn đến từ phía T1. Nếu như rất thành công trong cú đặt mệnh trước đó, tôi nghĩ rằng cú dịch chuyển của Chris xuống khu đường dưới chưa chắc đã cứu được Sahu. Nhưng đây là một tình huống mà T1 vẫn có được lợi thế cho họ với một trụ dành cho T1 nữa ở trên bản đồ. Ba trụ ngoài của đối phương đã bị bóc rỡ. Đúng là như vậy, chưa kể đến nếu như bị mất ba trụ ngoài thì Weibo Gaming rất khó được thể thi triệu đội hình này của Macy có thể bị bắt lẻ. Creep đang chờ đợi một cú đá lưỡi, anh ta đá được thành công, đang làm chậm lấy được thanh tẩy quyền lực, thiên nhiên lên bung ra tóc biến được Weibo Gaming đá tới. Đây bóng này khá thành công, được Sai di chuyển vào một cú lướt vào để có thể hỗ trợ tới Ari của Macy mất quá nhiều máu, nhưng cú bổ ba được Sai là không hề có. Under tiếp tục người lai lai đang phải nằm xuống, Weibo mất quá nhiều máu, Packer tiếp tục di chuyển vào đây. Weibo đi rồi, cố gắng đây bóng nhưng không thành công, Packer sẽ phải đi theo. Creep tóc biến được bỏ chạy, bổ hai được Sai là cực kỳ đẹp, cú Macy cũng lùi ra rất chết được sau hù. Cùng lưng clip đá lưỡi nhưng mà luôn chém kim để chặt chân con cá này. Honor đang chờ đợi cho cú sóng mầm và clip đang bỏ chạy. Honor sóng mầm trúng bay vào và ta chờ cơ đội để chiếc điểm chất điểm vào quét sạch cho T1. Và đó là một pha mà Weibo Gaming muốn tăng tốc ván thi đấu này bằng cách bắt lẻ Kuma Yushi khu đường giữa. Họ biết rằng Kuma không có phép hỗ trợ tốc biến, nhưng hãy nhìn cái cách mà T1 tập trung đội hình của mình với 5 thành viên trong nửa nốt nhạc, đặc biệt là Carrier người đã tới kịp với một pha chơi liên hoàn vô cùng đẹp vào giữa đường đối phương, và T1 quét sạch đối phương có cho mình con Baron ở phút thứ 23. Zed vẫn tìm được những địa chỉ quá chất lượng, anh ta phát hiện thấy được Lai và tấn công Lai, dứt điểm được Lai với tốc độ tương đối là nhanh. Còn Chris, vấn đề lớn của Chris ở trong vào tranh này có lẽ là do cái đánh chén của ta không có. Vâng, và đây là tình huống mà Guma vẫn có thể rút lui được với cú thanh tẩy của mình. Và khi Carrier tới với hợp chất điện loạn vào giữa đội hình của Weibo Gaming, cùng với cái cứu cánh trên người Guma Yoshi, anh ta vẫn sống bằng một cách nào đó. Mặc dù Dersai đã nỗ lực tốc biến Q3 nhưng không đủ sát thương. Và Weibo sau một pha dâng cao với một đội hình đang có được sức mạnh quá tốt của T1, họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Weibo Gaming đang không có những khoảng trống để cho Sahu có thể cấu rỉa. Anh ta liên tục di chuyển và ta lại là người mắc lỗi. T1 đang tiếp tục nâng được cái tốc độ giao tranh lên ở một tầm cao vô cùng mới. Và điều này khiến cho Weibo Gaming đã rất bất lực. Họ chọn một đội hình với một con say với khả năng cấu rỉa của nó, nhưng họ không có những khoảng trống để cấu rỉa, thì cảm giác là trong giai đoạn hiện tại chiến thuật của Weibo Gaming đang không hoàn thành. Vâng, đúng là như vậy, họ chỉ có được một con rồng nguyên tố ở trong ván thi đấu này mà thôi, còn lại lợi thế về tiền, lợi thế về những con rồng nguyên tố đầu tiên vẫn thuộc về phía của T1. Và có thể khen Weibo trong những tình huống tấn công đầu trận để gỡ lại lợi thế đi đường dành cho bên phía của Weibo mình, nhưng chúng ta phải khen Honor cho những tình huống giao tranh, bởi vì hãy nhìn vào con Lee Sin hiện tại của anh ta, 5-1-3 KDA, hai trang bị lớn với dìu đen của Vi Hấp Huyết. Đây đang thực sự là một màn trình diễn Lee Sin rất ấn tượng đến từ Honor rồi. Anh ta đánh quá bày thực sự, không thể tin được Lee Sin không phải không xuất sắc lắm đâu nha. Trình diễn quá kinh khủng, ông chiêu nhiều nha. Qua cấp độ Baker Phi Hồ. Thì qua này tiếp tục ông đang Baker đang lướt lên cùng với những người hôn gió không chúng sao không được và đã đỡ sai phải không được. Phải đã sao không được. Ngay lập tức T1 họ sẽ có được cái trụ thứ hai của mình ở dưới. Cái hitbox nó hơi ảo đúng không anh Trung? Đúng vậy. Cái quả hôn gió vừa rồi của Faker nhìn nó rất ảo và nó không trúng Dersai trong pha vừa rồi. Họ biết rằng Dersai không có phép bổ trợ tốc biến trong pha vừa rồi, họ quyết định mở. Nhưng đó là một pha mà Dersai vẫn có thể rút lui về được với chiến tích là thế, và thêm cả cú đánh chén đến từ Chris nữa. Họ có một khoảng trống ở khu đường trên để Sahu có thể mang lại một trụ duy nhất dành cho Weibo sau 23 phút vừa qua. Và họ có thể hoạt. Nhưng những gì họ mất tại cánh dưới bản đồ sau con Baron đầu tiên của ván thi đấu này là quá nhiều. T1 vẫn đang có Baron vào play.
1900 tiền và vẫn còn một phút của nó. Trước quá đó, lâu. Maradona này đang giúp trên phía của T1. Đối tượng đã đứng im nhưng Faker vẫn không hồi, đang thực sự quá mạnh mẽ. Mọi người đánh giá đúng một quán đó nha em ơi. Đúng một quán lấy skin đó nha em ơi. Đừng nha, đừng đánh nha. Chôn qua đi thì giùm anh. Chôn. Vi đến ta bắt đầu cấu máu đang càng ngày càng hẹp lại. Gần như không có cách để cho Sao Hùng có thể cấu rịa. Mỗi lần anh ta sử dụng cầu sống, ta sẽ cần phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Và trước khi đến, điểm mù cũng đang là điểm trừ rất lớn của Sao Hùng. Anh ta không thấy được những góc đẹp để có thể cầu sống. Rớt lúc này vẫn còn tốc biến và anh ta đã cấp độ 16 quá sớm. Rớt đã có vô cực kiếm rồi. Chờ đợi để có thể bung đai chi cuối Keria. Bắt tay không thành công. Và các thành viên của T1 vẫn đang tìm cách để tấn công vào công trình thứ 2 của một cuộc trên của Wagamin. Họ đang tận dụng vài giây từ một con Baron lên thành khoảng 15-14-13 giây nữa mà bây giờ mấy ngàn tiền rồi. Wagamin sẽ có thể tự do để di chuyển lại khi mà nguồn lợi Baron của T1 không còn. Nhưng T1 đang giảm đi cái tốc độ di chuyển của Wagamin, giảm đi cái phạm vi di chuyển của Wagamin bằng gác tiền nhiều quá. Cách biệt đã là 8.000 tiền sau khi T1 hoàn thành xong trụ ngoài cuối cùng của đối phương. Với con Baron đầu tiên họ hoàn thành xong giặt trụ ngoài của đối phương là quá tuyệt vời. Đây thực sự là một pha tận dụng Baron tốt đến từ phía của T1. Và hãy nhìn đi, Zerg có 3 trang bị lớn quá sớm trong ván thi đấu này. Anh ta là người đầu tiên chạm ngưỡng 3 trang rồi, bị. Hết chơi, hết chơi. Và với vô cực kiếm thì những pha áp sát của Zerg ở tuyến sau nó sẽ là những góc độ mở rất khó chịu dành cho bên phía Weibo Gaming. Và họ sẽ cần phải để mắt tới con Yone trong tay của Zerg nhiều hơn nữa nếu như không muốn có những tình huống giao tranh mà họ sẽ không có cửa thắng. Nó còn chưa kể đến đó là hiện tại Zerg đây là cỗ máy đẩy lính tật thụ. Anh ta đang có được 274 lượng chỉ số lính cộng kèm thêm một thứ trang bị mà ta đang nắm tại, đó là cái búa tiến công. Món trang bị này giúp cho Zerg có thể thoải mái đẩy một cánh. Bây giờ Weibo Gaming họ phải lo thêm pha giao tranh, bây giờ họ còn phải lo một không anh em, một không anh, một không sẽ trong tư thế là bị lũng. Tránh kiểu này dễ ba không lắm, cực kỳ mạnh mẽ trong giai đoạn sau. 12.000 mốt đến từ Zerg so với 8.800 sớm sụp ván thì may ra nhiều để từ ván ván một này dễ ba không. Số farm và hẳn là một trang bị lớn. Đây thực sự là một cách biệt mà Zerg đã có được ở trong ván thi đấu đầu tiên này để anh ta có thể thực hiện khả năng mở giao tranh với Yone. Có những pha vòng sau, họ đang đẩy ở cả ba đường trước khi tiến tới với con Baron thứ hai. Nhưng để có thể chạm được vào trụ ba đối phương thì liệu rằng T1 có đủ sức hay không đây? The Shy đang thua Zerg 3 cấp độ. Phía bên này Faker đang lùi Korea, bắt tay thành công được và gửi quay quay. Sahu đang di chuyển cầu sắm trúng người Korea. Owner đang đứng để hỗ trợ về lượng tầm nhìn một con mắt lên để cắm ra. Quay quay muốn bám hay không? Nhiều đây tiền thì là giao tranh nhắm một mắt vẫn nguyên nha em. Bây giờ thu ba cấp một tay một mắt vẫn nguyên nha. Khi farm của Weiwei bây giờ đang bị hẹp lại, anh ta còn phải nhường tài nguyên cho đội. Nó khiến cho Weiwei bây giờ rất khó để thể trở thành người chống chịu. Mỗi vị trí hơn một đồ này là với sải tay hơi khó cho Weiwei. Để từ bên phía của T1 thì họ quyết định là không chạm trụ ba đối phương một cách liều lĩnh. Những gì họ đang cố gắng làm là đẩy ở cả ba đường để hướng tới con Baron thứ hai. Đó sẽ là công cụ để họ tiếp cận vào trụ ba của đối phương. Một ý đồ chiến thuật được đặt ra một cách vô cùng rõ ràng và họ đang thực hiện nó. Với sự khó khăn hiện tại của Weibo Gaming, họ sẽ tìm cách nào để tiến ra cùng hai Baron khi mà giả trụ ngoài của họ không có bất kỳ cái trụ nào đây. Khó thật sự. Đờ xa bây giờ farm lính còn khó mà huống chi anh ta không thể làm được gì trước một Zerg bên kia, một bộ máy đẩy đường thật thụ. Lúc nào cũng sẽ có một cánh đẩy và nó sẽ lủng dần theo với Weibo Gaming. Họ không cách nào có thể ngăn cản được người chơi được trên của T1 cả, bởi vì không một ai dám chạy ra solo, kể cả là Sao Hu, người hiện tại đang được xem là giàu nhất nhì của đội hình Weibo Gaming. Có lẽ anh ta sẽ là người chạm ngưỡng 3 trang bị sớm nhất trong đường bên phía của Weibo Gaming và anh ta sẽ cần phải có những quả cầu sấm thực sự chất lượng để hỗ trợ giao tranh dành cho đội tuyển Weibo Gaming, một trong số những điều kiện quan trọng nhất của việc đánh dây khu vực giữa. Nhưng với việc tầm nhìn quá hạn chế như vậy thì cũng là một bài toán không hề đơn giản dành cho đường giữa của Weibo Gaming. Weibo đổi một nhưng mà lại bị cao tờ bích top. Phép của họ cũng đang thua top. Họ chỉ có thể dựa vào Weibo. Nhưng rồi Weibo chọn sau thì cái trời non có quay. Nếu như có cộng thêm cái mũ trụ nguyên rủa kia thì cảm giác không đủ sức để khiến cho phía của T1 cảm giác là mình sẽ bị cấu máu một tình huống cấu rỉa nào. Thôi nhìn rất là trâu rồi. Dành cho những cái trời non có quay cả. Còn Zerg thì lúc này với một cái búa tiến công sức chống chịu của anh ta là dư sức để 1-1 của Vidalsai và vừa rồi cũng có thêm một vài sự hỗ trợ đến từ các thành viên khác của Weibo Gaming, nhưng cảm giác là Zerg không hề nhùng ở khu vực đứng dưới với những tình huống đánh một vét hai như vậy. Cầu sấm chất lượng đến từ Sahu nhưng Gumayushi có hút máu và Gumayushi cũng đã chạm ngưỡng 3 trang bị rồi. Faker có lẽ còn cách cái mũ phù thủy một khoảng cách không quá xa. Sahu sẽ cần phải có những cú vẫy đẹp như vừa rồi để có thể giúp bây giờ chỉ có nhấp đợi Zerg thôi, tìm lại được những nguồn sáng. Từ nãy giờ Weibo Gaming cứ di chuyển tới đâu là họ bị phát hiện. Zerg nó vô nó solo kill đợi sai chống trụ xong rồi đánh cũng được. T1 ai đang đi đâu, ai đang làm gì và ai đang tìm cách để có thể tấn công tiến đằng sau của họ cả, rất khó để Weibo Gaming còn ai chống bây giờ đâu làm được gì đâu. Dưới lầu tu đẩy The Shy bất lực hoàn toàn, anh ta còn đang bị chém bên trong khu vực trụ. Owner quyết định đeo bám anh ta, tóc biến sút về thành công và đầu quay quay tiếp tục đang bị đeo. Anh ta sử dụng tóc biến rồi sau W mất khá nhiều máu, kiếp đã nuốt lên hỗ trợ rồi của mình. Owner mất cũng nhiều máu và thành công nằm xuống. Chiêu cuối buông ra không tiếp được Owner. Owner hồi phục quá kinh và anh ta thậm chí không mất giác tinh thần trong tình huống mở vừa rồi và Weiwei đã mất đi rất nhiều thứ. Anh ta mất đi tốc biến, anh ta mất đi cú đánh chén của Chris và anh ta cũng không còn bao nhiêu máu cả. Cơ hội Baron mở ra cho phía của T1, đường dưới rất tiếp tục cầm búa tấn công đẩy tiếp. Hợp chất của Keria được không? Sao Hồ đang nhắm
Sahu đang canh. Sahu đã phát hiện thấy được đối thủ, lượng tầm nhìn đã bị phá đi. Và Rong thì vẫn đang được ăn đến từ các thành viên của T1, không có gì có thể cản được, họ rất một mình ăn với 3 món rưỡi. Đây là tình huống mà T1 có lẽ đang muốn đánh chậm để kiểm soát linh hồn rồng trước khi tiến tới với con Baron thứ hai. Đây sẽ là mục tiêu giúp họ kết thúc bán đấu được, khi mà nó sẽ là công cụ để giúp họ chạm vào những chút bà đối phương trong đội hình mà tay không phải là quá dài. Và Weibo Gaming họ bắt buộc phải đánh trong pha này. Họ đang lưỡng lự khi mà Sahu vẫn đang chú định sẽ xài cái dịch chuyển không của mình. Có tâm nhìn, không bỏ luôn, không dám ra, nhìn ra là chết, không dám ra luôn. Thể dịch chuyển luôn. Đây, đã có một con mắt được có thể an ủi để nhận Faker rất là chuyển. Có thể dịch chuyển. Nhưng làm được gì đây? Dịch chuyển để tiếp tục tấn công. Sahu đang cần phải lùi ra. Faker sẵn sàng để phi hồ, là dứt được mà không thành công. Không giống được con Sahu né đất hay tập biến né được Faker. Và ngược lại thì Sahu cũng đã giữ được bàn tay của Faker ra được chiến thắng liền. Đó là phần xe nào Honor đang di chuyển để hỗ trợ sống mầm rồi không trúng. Đờ Sai đánh nhau với Zed và Zed vẫn đang chiến thắng với lượng máu đầy đủ, không hề lo sợ đã tiếp tục tấn công của Đờ Sai. Đờ Sai đã có được sự hồi phục. Quyền lực chi đã bung ra để giữ chân một hai thành viên chưa cuối được bung ra. Đờ Sai bị solo kill. Đờ Sai bị solo kill và Honor đang lùi ra. Creep sử dụng đánh chém vào ngũ lai và lai sẽ phải làm chuyện sau khi cú sút của Honor được bung ra. Let's get. Và chưa kể đến là quay mép từ đâu phải nằm. Faker đang di chuyển vào phía cánh của bạn. Let's get. Faker của bạn. T1 nào đây. Karistan và Kuba Yoshi là người có được kết quả tốt. Và T1 sẽ thắng trong vài trận đầu tiên trước sự phòng thủ của Faker. Wayway không thể làm được gì hơn, mặc dù anh ta đã làm quá tốt ở ván thi đấu đầu tiên này trong những khởi đầu của Weibo Gaming ở khâu đi đường. Khuôn mặt thất thần của Dersai với một tình huống mà anh ta bị solo kill bởi đường trên của đối phương và win. Có vẻ như lựa chọn đội 1 ở trong ván thi đấu đầu tiên cũng không giúp cho Weibo Gaming làm được bất cứ thứ gì trước một đội hình đang đi đường quá mẹ của chúng ta. Cái pha solo kill đó đã kinh khủng tới mức độ trước cái pha solo kill đấy. Zed di chuyển vào chém Dersai liên tục và khi anh ta bước ra anh ta còn đầy cây máu. Anh ta chấp cả sát thương của trụ, chấp cả sát thương của Dersai, nhưng khi anh ta bước ra không đầy cây máu. Còn Dersai, anh ta hơn nửa cây máu. Và khi quay ra là đánh thêm một lần nữa, lượng máu nhiều hơn, sát thương kinh khủng hơn, trang bị nhỉnh hơn. Just đánh bại Dersai hoàn toàn. Họ vẫn còn và nó đi được với nhiều con lắm. Kathleen, hoặc là họ có thể lựa chọn Senna Thamken nếu họ muốn đánh Lux cũng được. Vẫn đang suy nghĩ, đó chính là những gì bên phía của T1 họ lựa chọn. Khi mà bên phía của Weibo Gaming họ rút ra nhiều kinh nghiệm ở ván thi đấu đầu tiên thì họ không để bộ đôi mạnh này rơi vào tay của bên phía của T1. Và ngược lại, T1 cũng quyết định là họ sẽ đi một mảnh trong bộ đôi đó chính là Kalista kết hợp với Reta. Raven. Vâng, và lúc này thì họ có quyền lựa chọn thêm một xạ thủ mạnh, ví dụ như Varus cù đứng dưới, hoặc là họ có thể hướng tới một vị tướng đứng làm giữa tí Raven cho Faker với việc anh ta Raven làm skin đẹp đẹp đó. Thằng em mình đứng dưới sớm với một xạ thủ ở lựa chọn thứ hai của mình. Những gì họ đang để là một con Raven. Liệu rằng có được khóa vào hay không đây ở tại chung kết lần này thì Gubayashi chưa đánh Raven bất kỳ một lần nào cả. Một sự lựa chọn rất tự tin dành cho Gubayashi khi ta khóa lại Raven. Ở những thời gian trước khi mà có xuất hiện những con tướng meta như là Jerry thì khó chịu thì Draven vẫn là một sự lựa chọn được Guma Yushi vô cùng tin tưởng. Ủa, lần này đây được không, không? Anh ta tiếp tục đem một cái đầu tiên nữa cho T1 ở trận đấu chung kết. Rất nhiều thứ mới mẻ được bên phía của T1 đưa ra ở trong ngày thi đấu hôm nay với những lựa chọn lần đầu tiên của họ. Mặc dù cái bể tướng của họ trước thềm trận chung kết này đã là quá rộng rồi, nhưng ngày hôm nay nó còn rộng hơn nữa. Và để xem là bên phía Weibo Gaming sẽ đáp trả con Raven này như thế nào. Họ lựa chọn Senna khu đường dưới. Đây là bộ đôi mà Jin Dong Gaming đã dùng và giúp cho đường dưới của họ có được cái thế đi đường cực kỳ. Con Raven này là bất đúng kèo anh em. Là ván thi đấu này. Con Raven là kèo win. Hồi ván hồi nãy lẽ ra là Weibo nên bất con Raven này đánh sớm luôn. Like cùng với Chris là cặp đôi không có khả năng. Tại vì Raven nó win Kalista. Và hồi nãy tụi Weibo nó nhá cho nó không dám bất sớm. Sẽ là một biến số rất lớn dành cho phía của T1. Thì bây giờ T1 nó sẽ đánh Weibo Gaming. Kèo này là kèo khắc chế nha. Không sai không sửa khi mà Weibo sử dụng con Maokai này. Kèo này là kèo khắc chế. Quá thời điểm đầu. Vâng, và ván thi đấu trước thì kèo này đánh đúng thì T1 đã bị cướp cái boss. Nhưng ván thi đấu này chắc với vị đường dưới của họ đang có được Senna cùng với Kalista, ít nhất là xét về khả năng đẩy đường, họ có khả năng đẩy đường được trong khoảng thời gian ban đầu thì nó sẽ bớt đi những tình huống mà anh ta bị xâm lăng rừng bởi Honor phía bên kia. Và cùng chờ xem liệu rằng T1 sẽ lấy một đường giữa dành cho Faker hay họ sẽ ưu tiên cho khu vực rừng dành cho Honor đây. Và đang suy nghĩ. Sai đúng rồi, Salad lấy Maokai bên kia có Maokai lấy Salad ngon. Ở khu vực đường giữa, chúng ta đã có những cái chiêu cuối rất hiệu quả, đặc biệt là chiêu cuối của Maokai. Một cái quyền lực thiên nhiên để trả ngược lại, đặc biệt là thời điểm cấp độ 6. Khi mà mid Faker chắc chắn sẽ lên cấp độ 6 trước. Và phía của T1 họ có thể chủ động chọn đánh sứ giả để ép cho phía Weibo. Họ suy nghĩ về mục tiêu này.
Với việc đúng là đối phương có một cặp áo cài thì chiêu cuối này là chiêu cuối rất mạnh dành cho Silas. Và Silas cũng nằm trong bể tướng mà Faker đã dùng ở những vòng đấu trước đó tại chung kết thế giới năm nay. Ở tại phe cấm thứ 2, T1 quyết định nhắm tới Xiaohu với lực cấm Zayce để hạn chế bộ đôi Zayce và Mao Kai đến từ bên phía Weibo Gaming. Trong khi đó thì Weibo họ sẽ cấm Zeus hay là cấm Honor, họ quyết định cấm đi Poppy của Honor, cũng là một vị tướng xâm lăng rửa cấp độ 3 rất khỏe. Anh Tùng nghĩ sao về con Rell? Với đội hình của T1, họ lấy được chiêu cuối của Mao Kai thì họ đang có hai chiêu cuối giao tranh ở cái tầm diện rộng rất đẹp, đó là Reta kết hợp với cả quyền lực thiên nhiên. Và Rell khi kết hợp với đội hình này thì Weibo bây giờ cực mạnh, bắt buộc phải chọn cánh trên để bị cao tờ bít rồi. Đó chính là việc họ dùng một con On khu đường trên của một con Maokai đi rừng. Rồi sai đánh gì an toàn vậy? Nếu lấy Atop thì nó lại lấy Yone tiếp thì sẽ bị mở bởi On. Thì phía T1 cũng đang có một đội hình tương tự như vậy. Silas copy chiêu cuối Maokai, nếu đối phương đứng che nhau. Cấm Yone lấy Atop đúng rồi, còn một con Zord của anh. Và cuối cùng thì Weibo Gaming đã phải loại bỏ đi Yone trong tay của Zeus tại khu đường trên để giúp cho The Sai có thể sẽ hướng tới được một con T1 lên Atop luôn. Nhưng phía của T1 đang là người có cơ hội chọn trước liệu rằng họ bích Atop hay không, chấp nhận Doctor cho Zeus đánh chọn trước hay không. Nhưng họ đánh một đội hình giao tranh Onin cực mạnh với Nocturne ở vị trí đi rừng dành cho Honor. Đây không phải là một vị tướng giao tranh mạnh ở thời điểm cấp độ 3 khi mà tiến sang phần rừng đối phương, vì đây là vị tướng cũng khá là kém cơ động. Nhưng để xem là đường trên thì liệu rằng ngày hôm nay The Sai sẽ mang ra cái gì ở ván thi đấu này sau khi đã để thua kèo đấu giữa Aatrox và Yone ở ván thi đấu đầu tiên. Vì đường trên nếu như đẩy được đó sẽ là một tiền đề để bên phía của T1 có T1 thể giúp cho Honor có được vòng rừng thuận lợi hướng tới cấp độ sớm nhất có thể. Và tiếp tục là ván thi đấu nữa mà The Sai quyết định mang ra Aatrox. Sao hù nha. Aatrox được khóa lại và Ahri vẫn đang được nhá. Có nghĩa là Faker ở ván thi đấu này anh ta có rất nhiều chiêu cuối hiệu quả để có thể sử dụng trong giao tranh. Và nhìn xem thử là những sự lựa chọn khu vực trên có thể đối đầu với Aatrox. Chúng ta vẫn còn đó là Jack, chúng ta vẫn còn đó là Cassante, để chờ thử là Sao Hô mặc tự tin, mặc tự tin, mặc tự tin để đối đầu. Và Quen lại ngay lập tức. Kèo này vẫn là kèo thắng nha. Quen sẽ là con bài mà Zed mang ra ở trong ván thi đấu thứ hai này, một con bài chọn sau. T1 về cơ bản mình đang thấy là win hai lane cắm rồi đó. Bên phía T1 cấm đi rồi nên là lúc này khu đường trên nếu như lựa chọn T1 lại thắng thì boss thắng top về mặt chất tướng, mà chỉ cần tụi nó vận hành đúng là thắng top thắng boss rồi. Aatrox là một đấu sĩ có khả năng đối đầu với các chủ trương rất tốt, nhưng Zed quyết định đánh một vị tướng cũng không thua nhiều. Thì cùng xem là trận này thằng Honor rất dễ đánh như thế này thì bên phía Weibo của mình đã tránh được khả năng thua đường rất nhiều so với ván thi đấu đầu tiên. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thì T1 họ chủ động cấm cờ Sante. T1 được chọn sau hai đường nhưng T1 thắng hai đường dành cho Faker. Nhưng cái kịch bản rất là quen, khi mà Silas của Faker sẽ không hướng về cái giai đoạn là đánh nhau trực diện với mid bên phía bên kia, anh ta sẽ chủ động đẩy trước và di chuyển chung với rừng của mình và sẽ có được cái thế đánh lên nửa cánh trên hoặc là tạo xuống một đường dưới cơ hội dành cho Messi để anh ta tích những cái lần nội đại về cái ngưỡng mộ của mình. Và mặc dù là ở những vòng đấu trước đó các bạn thấy là Ahri không xuất hiện nhiều, nhưng trong trận chung kết này thì lần thứ hai liên tục sau hai ván đấu Ahri xuất hiện, lần này là trong tay của Xiaohu, cũng là một đường giữa được biết tới với khả năng đánh matchplay tương đối tốt. Và những gì mà anh ta sẽ có sẽ là một con Ahri bắt cặp cùng với Maokai của Weiwei. Một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng ở những cấp độ đầu ít nhất sẽ đảm bảo cho Xiaohu khả năng đẩy đường với kèo tay dài. Nhưng ở áp lực đường cánh, tôi đang có cảm giác đường cánh của T1 sẽ có áp lực nhỉnh hơn tới từ kèo đấu Silas và Ahri. Và đặc biệt chúng ta nhìn thấy là những cái tác động của những cái chơi rừng nó sẽ rất lớn, đặc biệt là ở cấp kèo này Weibo muốn thắng, Weibo phải tấn công ở trình xa hơn rất là nhiều. Còn khi mà phía của T1 họ kiểm soát được những con top boss từ Weiwei thì cái chiêu cuối quyền lực thì ăn được Mao Kai chứ về mặt chất tướng là chôn rồi đó. Chúng ta nhìn thấy là Ahri ở ván thi đấu đầu tiên thực ra Faker sử dụng cái bài này chưa chuẩn lắm, và ngược lại Weibo những cái tình huống mà họ xử lý hơi vội đã khiến cho họ rơi vào những cái thế mà T1 trừng phạt rất nhanh. Với việc ván thi đấu đầu tiên để bị thu đường nhiều nhưng Weiwei vẫn có những pha ganh nhằm gỡ lại lợi thế đi đường, thì ván thi đấu này nếu như Weibo Gaming tiếp tục có những pha tấn công thành công, họ sẽ có được một đi đường thậm chí nhỉnh hơn so với phía T1 nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai của đồng đội Weibo Gaming và T1 trong khuôn khổ trận chung kết của chung kết giới hạn các bạn. Những tràng pháo tay rất lớn đến từ nhà thi đấu Skydome, cũng có thể thấy được là cái không khí rất hào hứng và rất cuồng nhiệt đến từ tất cả các bạn fan đến từ cả hai đội là Weibo và T1. Chúng ta cùng nhìn sơ qua về những cái bảng ngọc then chốt mà hai đội sử dụng. Và có vẻ như ở cấp độ 1 thì Weiwei đã khai thác được một con mắt đến từ bên phía của T1, điều đó sẽ giúp cho họ có một kinh nghiệm nhỉnh hơn. Và ở khu đứng giữa thì Xiaohu cũng đang có một hướng khởi đầu khá thú vị. Guma đã cầm đây ngọc là hướng em khởi đầu của Showmaker với trường kiếm, với lửa Holy ở cấp độ 1 và bước chân thần tốc. Khả năng giữ vị trí đến từ một Ahri sẽ giúp cho Xiaohu có khả năng đẩy đường và tấn công liên tục. Và Faker bắt buộc phải trụ đường bằng khiên Doran ngọn gió thứ hai.
Và với cái kiểu cầm phép bổ trợ như thế này, kiểu cầm bảng ngọc như thế này, thì Seohu nếu giống như Showmaker bữa trước thì anh ta sẽ nâng rất nhiều điểm vào cái lửa holy để chủ động trao đổi, còn khu vực đường dưới vẫn sẽ là cái thế đẩy đường dành cho cả hai đội tuyển. Cả hai bên sẽ cố gắng lên cấp độ 2 sớm nhất có thể. Đường giữa bắt đầu là những tình huống tấn công mạnh đến từ Seohu, nhưng có vẻ Faker vừa rồi đã có một pha bắt thành công và anh ta lấy được lượng máu tương đối lớn từ đường giữa đối phương. Nhưng Seohu vẫn còn đó khả năng trụ đường đến từ bước chân thần tốc và anh ta có cấp độ 2 sớm hơn. Guma mất máu quá nhiều. Anh ta mất đi tốc biến với tình huống dấn lên tấn công đến từ Lai. Cực kỳ khó chịu cặp đôi đó chính là Kalista kết hợp với Senna, còn khu vực đường trên rớt cấp độ 2. Liệu rằng có chủ động tấn công không? Hotwin chắc tớ mà, thằng Guma đánh gì vậy? Đây là một ván đấu mà các bạn rõ ràng đang thấy được sự thay đổi đến từ cấm chọn tác động như thế nào đến khâu đi đường của Weibo Gaming. Họ đang có một khu vực cánh dưới vô cùng tốt với tình huống mà Lai và Chris là những người đẩy được với sải tay dài đến từ Kalista cùng với Senna. Và họ thậm chí đã lấy đi cái tốc biến rất sớm đến từ Guma Yoshi. Đây là một tiền đề để Weibo có thể đánh vào đường xuống cánh dưới. Và Seohu đang là người bị tấn công cấp độ 2. Đang muốn can thiệp ở khu vực đường giữa nhưng mà Seohu di chuyển rất nhanh. Đổi tốc biến đó từ Faker. Và Honor gặp nhau với Weiwei rồi. Faker đánh hơi chơi chiến nha. Mở ra nhưng thực sự hơi khó dành cho người chơi đường phía của T1 khi mà đường dưới của họ bị đẩy rất cao. Honor vẫn đang muốn thử, anh ta muốn di chuyển vào nhưng anh ta không có trừng phạt. Weiwei là người đã dùng trừng phạt và giữ lại bé chim kiểu biến dị của mình, nhưng anh ta sẽ không có trừng phạt để cạnh tranh con bùa đỏ với Honor. Honor vẫn đang tự tin xâm lăng rừng nhưng đường dưới đối phương đang ở thế đẩy, và điều đó khiến cho Honor sẽ không ở lại khu vực này. Đã nhận chỉ tố của Faker và Guma nha anh em, cảm ơn bạn Cu và bạn vô tên. Sớm của Guma Yoshi và anh ta cũng mất máu quá nhiều rồi. Thì anh ta đang phải bóp cho Guma đi kìa. Rất khó nhận cái kiếm BF xong rồi đánh thua bà đó, cái lên rồi trở về cái vòng đường dưới của mình mà thôi. Khi mà cái đường giữa Faker chọn sâu nha anh em, phải nhớ là T1 là đội chọn sâu cặp bot, lợi thế vẫn còn đó dành phía của Weibo khi mà họ có những cái chỉnh sửa về mặt cấm chọn. Ở đây mình sẽ khen T1 nhiều hơn, mình không muốn lựa chọn sớm một cặp đôi đường dưới mạnh ở bên phía đội một đã giúp cho bên phía Weibo mình có một khu vực đường dưới được coi là thắng đường. Chênh lệch 23 so với 10 chỉ số lính ở lần về nhà đầu tiên đến từ cả hai xạ thủ đang giúp cho Lai có được một lần về nhà nhiều trang bị hơn so với Guma Yoshi. Và chắc chắn là việc mà Guma Yoshi không có tốc tiến khu đường dưới cũng sẽ khiến cho con Raven này không dám đánh quá hổ báo. Việc kích hoạt nội tại dành cho anh ta càng trở nên khó khăn. Có khu đứng trên thì thực ra kèo này chúng ta được chứng kiến trước đó rồi. Đó là một kèo mà rớt cầm Aatrox đối đầu cùng với Gwen của Zika. Ủa bây giờ mình hỏi các bạn chứ. Và đây một kèo khá là kinh điển. Có ai mà chọn sâu và chọn kèo yếu hơn không? Bây giờ mình bỏ qua câu chuyện là Raven. Rồi chúng ta thấy các bạn nghĩ là Raven mạnh hơn hay Kalista mạnh hơn mình không biết. Nhưng mà có ai đi chọn sâu mà chọn kèo yếu hơn không? Quay. Khi mà xạ thủ đã về rồi, anh ta sẽ mất cái con cua. Không lẽ mà ban huấn luyện cho anh mày ngu đến như vậy sao? Hai cua chia đều dành cho cả hai. Guma Yoshi Kera ngu đến như vậy sao? Chọn sâu mà lại chọn kèo yếu hơn. Sẽ có được một cua ở tại khu cánh trên với khả năng để được liên tục tới từ Seohu. Seohu thì anh ta đã mất tốc biến đổi tốc biến với Faker rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này thì để xem liệu rằng hai người chơi được rừng bên nào sẽ là bên khai thác được phép bổ trợ tốc biến tốt hơn. Có lẽ là người chơi được rừng bên phía Weibo Gaming sẽ có nhiều cơ sở hơn vì Nocturne trong tay của Honor là một vị tướng rất phụ thuộc. Trước là rõ ràng là boss Weibo nó bị thua trên. Đến từ phía của T1. Còn đây mình chỉ nói cấm chọn thôi, mình chỉ nói chất tướng thôi. Tầm nhìn của Weibo Gaming và Zed đang đẩy một đợt lớn. Đó nhìn Zed rồi. Thằng Zed chọn sau lúc nào cũng đánh đúng chất tướng. Và The Side liệu rằng có bỏ lính quay ngược lại không? Phát hiện rồi, bật tốc hành về Zed. Anh ta sẽ cố gắng chạy, trói thành công. The Side đang cố gắng tiếp cận nhưng đã về tầm trụ, không có bất kỳ đe dọa nào dành cho Zed. Zed đã reset được đợt lính khu vực đường trên và có cho mình 37 chỉ số farm. Cùng với đó là một pha tốc hành để rút lui an toàn với pha tiếp cận đến từ Weiwei. Weiwei vẫn tỏ ra khá nguy hiểm với những pha tấn công vừa rồi. Và anh ta vừa rồi đã ép đi cái tốc hành đến từ đường trên bên phía của T1. Zed về nhà mua giày thép gai dịch chuyển trở lại khu đường trên. The Side vẫn chưa về. The Side vẫn ở trạng thái máu quá yếu và Honor đang có một cơ sở để tiếp tục xâm lăng rừng của Weiwei. Nếu như anh ta cứ thành công trong việc cướp rừng như vậy, anh ta sẽ có được cơ hội sống. Thằng Weiwei cũng bị lên cấp chậm hơn. Faker sẽ chủ động đẩy khu vực đường giữa và di chuyển sớm tạo một áp lực vô hình khiến nhau quay quay. Anh ta phải thua về nhịp lên cấp độ 6 bot và Honor đang là người có chủ động về cái mặt kinh nghiệm và về mặt phần rừng. Có nghĩa là khi cấp chọn sâu là phải đánh như thằng Zed. Họ phải chọn sâu đánh như thằng Guma thôi nhá. The Side rất cố gắng để ở lại đón cái tính vừa rồi nhằm có được 29 chỉ số farm để về nhà với nhiều tiền hơn. Nhưng nhịp ở lại đến từ The Side đã khiến cho anh ta bị thua thiệt về mặt đẩy đường và thế trận khu đường trên. Điều đó mở ra một pha di chuyển cấp sâu của Honor và anh ta đã có được những bãi quái rừng tại phần rừng bột xanh của Weibo mình. Thậm chí nó là hai bãi quái rừng. Tốc độ đạt đến cấp độ 6 của Honor có lẽ sẽ rất sớm ở trong ván thi đấu này. Chúng ta đã nhìn thấy cái ống kinh nghiệm Honor đã lên cấp độ 5. Còn ngược lại thì bên phía của Weiwei chỉ mới 1/4 thì anh ta ở cấp độ 4 mà thôi. Rất khó dành cho người chơi đi đường bên phía của Weiwei của mình. Và đặc biệt là không có nhiều khoảng trống để ta khai thác về những mà hạ gục ở ván đấu này. Khu đường trên thì rất đang cố gắng bán máu để có thể để đường. The Side đang là người giữ được lượng máu của mình tốt hơn. Và anh ta chấp nhận mua hai trang bị Doran khởi đầu để hướng tới khả năng đi đường an toàn.
Và nếu như anh ta xử lý tốt ở tại con sứ giả thì đó là một tiền đề giúp cho này Guma thiếu một cái mà, thiếu một cái chết đó thôi là đủ là quay lên của rất ván thi đấu này cho quay vô một cơ hội và chỉ còn thiếu cái kịch bản là Guma chết trước khi kích nội tại ra thôi. Tại vì bây giờ chúng ta nhìn thấy Guma Yushi đã hết máu và năng lượng, anh ta bắt buộc phải biến về đó mua cái boss mất rồng, họ sẽ hướng nhiều hơn về cánh trên, mua cái boss mất rồng thuộc về Zeus và Honor cũng sẽ cấp độ 6 ở cái thời điểm mà sứ giả ra thì T1 hoàn toàn có thể giao tranh. Trước thềm trận đấu này thì đường dưới của Weibo Gaming không đánh Senna, nhưng ngày hôm nay thì Chris mang ra hai lần Senna liên tục và con Senna của anh ta trong ván thi đấu thứ hai này đã tạo một tác động tốt ở khâu đi đường giúp Weibo Gaming có được khả năng kiểm soát rồng ở con rồng nguyên tố đầu tiên. Weibo đã có một con rồng nguyên tố để anh ta bắt kịp một phần nào đó về lượng kinh nghiệm so với Honor, nhưng họ sẽ cần phải cảnh giác con Nocturne này ở cấp độ 6 nó có thể phát động tấn công rất mạnh vào các khu vực đường của Weibo Gaming và đó sẽ là tiền đề để bên phía của T1 có thể gỡ lại lợi thế. Cấp độ 6 rất sớm để cho Honor sau 7 phút mà thôi. Có thể sẽ có tấn công khu vực đường trên. Bung hai chiêu cuối qua. The Side mất quá nhiều máu và chiêu cuối hoàng tưởng lao thẳng vào người bị tấn công. The Side mất tốc biến bỏ hai người. Và The Side thậm chí là một tí nữa thì Honor cũng sẽ phải trả giá trong pha băng trụ vừa rồi. Má The Side cũng nét The Side vẫn có thể quay ngược trở lại hút máu rất tốt. Và đây là tình huống E lên đến từ The Side. Và anh ta bị cắt chết bởi rớt rồi. Một pha xử lý quá đáng thương dành từ đường trên của Weibo Gaming. Pha xử lý đầu tiên của The Side vô cùng tròn trĩnh. Nó thì bản lĩnh của một top god, nhưng cuối cùng thì thứ anh ta nhận lại ở pha xử lý tiếp theo là một pha sai lầm. Nó gọi là sai công thức nhưng đúng kết quả. Đến từ phía T1, đầu tiên là pha làm mềm đến rớt, nhưng anh ta bị trượt chiêu thức và không đủ sát thương để Nocturne của Honor có thể dứt điểm bằng một cú hoang tưởng. Và The Side đã có một pha xử lý rất tốt và chỉ thiếu một chút xíu sát thương nữa thôi là anh ta đã có thể có màn cuộc chiến công đầu của Honor. Nhưng thật tiếc điều đó đã không diễn ra. Rất đã có cho mình một pha xương la bất bại và anh ta đã có một pha cắt EQ lên dứt điểm thành công được sai ở một đường lính quá to. Em ơi, đi con mẹ nó cái tóm rồi. Anh ta không hề nao núng sau pha xô kêu vừa rồi, nhưng đó cũng sẽ là một điểm cộng rất lớn dành cho top lane của T1. Mất đi phép bộ trợ tốc biến và còn thua một mạng nữa. Tốc biến là bắt tay không thành công. The Side không có tốc biến nha. Bắt tay thành công. Anh ta cố gắng bỏ chạy. Bắt tay giật ngược trở lại. Có xin sai Raven. Nhưng đó lại đây Raven Guma Yushi. Anh ta nổ hết nội tại rồi. Anh ta xả hết nội tại và anh ta có quá nhiều tiền với cái bàn vừa rồi. The Side đã có một tình huống không có tốc biến, đổi đường và sau đó nằm xuống rất đường trên. Liệu rằng có cần tim được hay không? Tấn công thẳng vào người của Zed, tốc biến giữ chân lại và chiêu cuối đến từ Maokai. Zed bị vây bởi ba người, anh ta vẫn đang cố gắng quậy. Đó là hắc ám soi rồi. Zed vẫn đang thôi thóp với một chấm máu. Faker có mặt với chiêu cuối của Maokai. Nhưng đây là 4-1 và Zed bị nghĩ anh ta đang tìm đường để tự sát và tránh cho Lai có được cái màn hạ gục này. Và Lai liệu rằng có màn hạ gục hay không đây? Anh ta cố gắng quy lên màn hạ gục không có dành cho Weibo Gaming. Tự sát thành công bởi Zed, một pha xử lý cực kỳ điên rồ. Và khu vực đường giữa Q2 trúng và có một cú Q3, nhưng đó là một cú hoảng sợ đến từ Honor đã lùi về. Quá đáng tiếc dành cho Weibo Gaming trong ván thi đấu này. Vẫn đen đeo đuổi họ ở hai tình huống khác nhau. Đầu tiên là tình huống mà The Side chỉ thiếu một sát thương để Agua Honor. Và sau đó là một pha mà họ không hề có màn của Zeus. Trong khi đó Guma Yushi cái gì anh ta đã có khu đường dưới đây. Anh ta vừa có một màn của The Side kích hoạt toàn bộ lượng nội tại và anh ta có thể đang thua khoảng 10 CS so với xa thủ đối phương. Nhưng anh ta lại có một mạng quá giàu. Và anh ta đang hướng lên đó là một cái điều nhanh nhẹn để có thể hoàn thành trang bị là cái tam hợp kiếm. Và ở hai ngưỡng trang bị súng hai tặc tam hợp kiếm, Raven sẽ có áp lực cực kỳ lớn so với một cô Kalista phía bên kia. Lai cùng với Crips đã làm rất tốt rồi. Nhưng ở một thời điểm mà họ đổi đường thì The Side là người phải nằm lại. Nhưng trong cái khoảng trống đó thì phía Weibo cũng đã khai thác được. Đó là bắt sư giả dành cho đội hình của Weibo Gaming. Sự thay đổi tích cực đến từ khâu cấm vật tròn đã giúp cho bên phía Weibo Gaming kiểm soát được hai mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu này. Vừa rồi là pha đổi đường để họ có thể hướng tới sứ giả. Họ đã thành công trong việc lấy sứ giả. Còn đường giữa thì sao? Faker trốn bắt thành công nhưng anh ta quyết định là không đầu tư cú chiêu cuối để tấn công Xiao Hu thêm. Ở khu vực trên vẫn sẽ là áp lực dành cho The Side. Honor có chiêu cuối và anh ta vẫn đứng chờ, nhưng tình huống vừa rồi cũng đã biến về khi mà The Side vẫn giữ một cái khoảng cách an toàn so với đường trên bên phía bên kia. Khu vực đường dưới mặc dù có màn hỗ trợ và một màn hạ gục, nhưng Guma Yushi cùng với Keda biết rằng không có rừng mình ở đây, chủ động đánh một cái thế lùi. Họ đang chờ Honor xuống. Honor đang xách cái hoang tưởng của mình xuống cánh dưới bản đồ và Weiwei đang là người kiểm soát khu vực sông dưới tốt hơn với áp lực đẩy đường đến từ bộ đôi Senna cùng với Kalista. Cái giá phải trả cho việc lựa chọn một xạ thủ khu vực đứng dưới thắng đường như là Senna là việc xử lý team fight sẽ rất khó khăn dành cho bên phía của Weibo Gaming. Đây có thể là trận chung kết đầu tiên mà rất là tốt này. Có đủ áp lực tại vòng thứ hai. Có thể là trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp mà rất là tốt.
và họ sẽ là người có quyền chủ động quay quay tiếng ở khu vực điện giữa. Cao tờ biết hai dáng là đều win hai dáng chặt có rồi đó. Những cái động thái phòng ngự và sẽ hộ tống cho con sứ giả này hút thẳng vào trụ mà thôi. Cơ bản là vẫn còn nóc thang này mà win nữa nhiều khi là final MVP dành cho sếp. Khởi điểm bởi Wayward Gaming cả. Ít nhất là sứ giả vẫn thực hiện được cú hút nhưng nó không phải là con sứ giả để có thể tạo một cái thế di chuyển ra rồng đến từ bên phía của Wayward Gaming. Điều đó đồng nghĩa với việc là tại dòng nguyên tố thứ hai, T1 hoàn toàn có cơ sở để có một pha giao tranh sòng phẳng 4-4 tại khu vực cánh dưới bản đồ. Còn kèo đấu khu đứng trên tiếp tục là một ván thi đấu nữa mà Dersai gặp khó trước Zeus. Sau hai lần nằm xuống, Dersai đang có dấu hiệu bị đuối farm hơn trông thấy so với đường trên bên phía của T1. Và nó có thể tác động rất sâu đến cái khâu đẩy cánh 1-3-1 vì đội bên phía T1 ở hai đường cánh của họ đều là những sức tướng rất khỏe. Ở cái trận bán kết cho tới bây giờ thì chúng ta thấy thiên hướng của T1 họ thường xuyên hướng lên cánh trên. Và với cái động thái là chọn đội 1 như thế này thì Dersai bắt buộc phải đối mặt với cái việc là anh ta sẽ phải chịu một kèo cao tới mấy khu vực đường trên. Và từ nãy tới giờ thì Dersai luôn luôn chịu những khó khăn. Nhưng cuối cùng thì Wayward Gaming họ hướng xuống cánh dưới và khai thác mục tiêu lớn thứ ba của ván thi đấu này, đó chính là cầu rồng 2. Faker đã có một nhịp di chuyển về hơi trễ nhưng anh ta vẫn kịp dịch chuyển trở lại với cú phi hồ để đánh nhau 5-4-4 ở khu cánh dưới này. Quyền lực thiên nhiên được tung ra và hợp chất điên loạn có giữ chân được ai không đây? Quay quay anh ta thoát đi ở cái rìa cuối cùng gió tiếp và à. Nỗ lực phản công nó thi quanh họ ai không lấy sự rồng nhưng họ muốn tấn công người đã bị phá sản hoàn toàn sau một pha dịch chuyển trễ đến từ Faker. Đường trên thì sao rất khó đi solo kill bọc tốc hành liên tục là xe chỉ luồng kim và cắt thẳng vào người của Dersai. Dersai vẫn đang né và đánh thương thì làm sao mà né. Dersai mất đi rất nhiều cái lượng sinh lực của mình. Một pha chấp nhận đổi chiêu cuối từ cả hai bên, thậm chí Zerg đã đầu tư thêm cả một cái tốc hành để gia tăng thêm áp lực solo kill của mình. Và anh ta đã ép lui được Dersai về ở trạng thái máu khá yếu. Dersai có quyết định dịch chuyển hay không? Anh ta quyết định không dịch chuyển ở tên lính này và chênh lệch khu đường trên bắt đầu nhiều. Dersai quyết định hướng tới một lính con đánh nữa. Sát lực ở trong ván thi đấu này. Đây là một lựa chọn lên trang bị tương đối mạo hiểm đến từ đường trên của Weibo Gaming vì áp lực đường cánh đến từ phía T1 là rất lớn với Nocturne. Đám ở đâu ra đây cứu Weibo đây. Thấy là đồ hình của T1 mặc dù không có chống chịu phần. Đám ở đâu ra đây cứu Weibo đây. Sốc sát thương cực. Ari giao điện. Và nếu như bạn không có được cái chùy hấp huyết và combo móng vuốt Starac thì rất khó cho một con Aatrox có thể tự do chơi. Và nên nhớ là bây giờ Dersai không có chiêu cuối. Nhưng khu vực giữa tấn công thẳng vào Sehu. Dersai di chuyển lên. Honor sẵn sàng với cái hoang tưởng mình, hình như Dersai ngửi được cái mùi gì đó rồi. Lao vào với hoang tưởng và mất đi tốc biến từ Dersai. Con sứ giả tiếp theo có lẽ sẽ nằm trong tay của T1. Chris phản xạ hơi chậm với tình huống chiêu cuối vừa rồi, đó là một cú chiêu cuối nó có phần hơi chắc cú đến từ hỗ trợ của Weibo Gaming để hỗ trợ cho Dersai trong việc rút lui tại khu vực trên. Anh ta vừa bị ép đi một cú tốc biến với pha kích hoạt hoang tưởng của Honor. Và cái nhịp tấn công này của T1 thì họ bị tốn đi một cú chiêu cuối rất quan trọng của Honor. Như vậy thì Weibo Gaming cũng sẽ có những tiền đề của họ. Họ vừa đổi chiêu cuối giữa Senna cùng với Nocturne thì việc giao tranh sứ giả đối với họ vẫn có thể được họ triển khai tốt. Chênh lệch hiện tại trên toàn bản đồ như bạn thấy đứng trên là chênh lệch 1.400 tiền rồi. Và cái đó chính là điều mà tôi đang định nói, liệu rằng cái quyết định sẽ đánh sứ giả này đến từ Weibo Gaming nó khả dĩ hay chăng khi mình đường trên đang thua thiệt quá nhiều và thậm chí là cặp đôi đường dưới của T1 cũng đã được đảo lên cánh trên rồi. Và đây là một con Raven thậm chí là ta hơn tiền so với Kalista phía bên kia. Mặc dù là Guma đang farm thua nhưng cái mạng mà anh ta có được với tình huống kích hoạt nội tại nó vẫn mang lại cho anh ta một lực kinh tế rất đáng kể. Chỉ là con sứ giả này thì T1 có lẽ sẽ hơi khó để có thể giao tranh khi mà Honor đang không có hoang tưởng. Just có dịch chuyển và liệu rằng họ có muốn dịch chuyển đánh không? Họ dịch chuyển đánh rồi. Có hai dịch chuyển từ cả hai đội và sứ giả dành cho phía của Weibo. Hợp chất liên lạc được tung ra, nó dính một người đó chính là Lai. Rất lao vào, Faker thả chiêu cuối quyền lực thiên nhiên ở cánh kia. Seo bị đánh và lao vào tấn công thắng của Dersai. Dersai nằm ngay lập tức, mất tốc biến từ Weiwei được thể lùi về. Bên phía của T1 họ khai thác được một mạng hạ gục nhưng bên phía Weibo họ lấy được mắt sứ giả đối thủ vừa rồi. Một con sứ giả trả lại một mạng dành cho bên phía của T1 đến từ bên phía Weibo Gaming và đó là một tình huống mà Dersai. Game nhạc quá rồi. Anh ta nằm xuống quá nhanh đi, không 3k đây hiện tại vẫn còn là chốc sát lực. Anh ta quá mỏng để chống chịu tuyến đầu và T1 đang cố gắng đánh mạnh nhất có thể trong lúc đối phương thiếu người. Lốc xoáy tử vong được đưa ra đến từ Gumayoshi nhưng nó không có nhiều sát thương tại thời điểm này và anh ta cũng đang ở trạng thái năng lượng khá thấp. Weibo Gaming vẫn có thứ họ muốn, đó chính là sứ giả. Một ván đấu mà Weibo Gaming đang kiểm soát 4 mục tiêu lớn. Còn đây là tình huống mà rõ ràng bên phía của Weibo Gaming không có ý định muốn đánh nhau đâu. Họ đang cố gắng rút lui sau khi có được con sứ giả nhưng rất tiếc là pha mở đến từ phía T1 là quá mạnh mẽ, mặc dù họ thiếu đi chiêu cuối của Honor nhưng rất. Và đặc biệt là Faker đã copy được cú chiêu cuối màu cái. Đây chính là ý đồ cấm chọn của T1 ở trong ván thứ nào tới 30 phút được. Họ chia đội hình bên phía Weibo ra hai cánh
và đây chính là cái điểm yếu lớn nhất của đội hình Rainbow. Bây giờ Dosai là người duy nhất phải đứng ra và che cái chiêu cuối đến từ Maokai. Và tình huống trước đó anh ta mất đi tốc biến rồi. Sau khi che thì cuối cùng anh ta bị hạ gục cực kỳ nhanh chóng và sát thương được cung cấp bởi Aatrox này nó hoàn toàn bằng không. Về mặt mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu này thì bên phía của Weibo Gaming đã kiểm soát rất tốt. Họ có được hai rồng và có cho mình hai con sứ giả. Nhưng linh hồn rồng lại là linh hồn rồng gió. Và T1 lại là những người kiểm soát những ma hạ gục tốt hơn, đặc biệt là một đội hình có khả năng tận dụng ma hạ gục với những Gwen đẩy lẻ hay là Draven có khả năng lại có tiết mạnh thì hiện tại họ vẫn đang làm ổn và có một chênh lệch về tiền đâu đó. Tiền bây giờ tấn công thẳng vào người Seohu, anh ta bị làm chậm bởi chuyện phản kích và ép luôn cả hai chiêu cuối. Wow. Hắc ám soi rọi và cả phi hồ. Một pha chiêu cuối cũng lại là hơi chậm tay đến từ Chris và thực ra nó không cần thiết khi mà Seohu đã quyết định bung ra cú phi hồ để rút lui rồi. Lãng phí thêm một cú chiêu cuối nữa đến từ bên phía của Weibo Gaming, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này thì họ có quyền đánh an toàn. Và với việc mất đi chiêu cuối như vậy, họ có thể buông bỏ những con rồng gió đi cho phía thứ 1. Và cái sự lựa chọn khả dĩ dành cho Weibo là họ sẽ cố gắng đẩy khu vực giữa và thả con sứ giả để lấy cái trụ đầu tiên ở khu vực giữa dành cho mình. Nhưng ở đồng thời điểm thì họ thả ra một khoảng trống cho Z và cuối cùng thì cái trụ một toàn đồ lại rơi vào tay của người chơi được T1. Wow. Chênh lệch tiền thật sự khủng khiếp. Bây giờ thì T1 sẽ phải cố gắng phòng ngự một cái trụ không còn nhiều máu nữa. Cú hốc đến từ sứ giả có lẽ nó sẽ đủ sát thương để giúp cho Weibo mình ngay lập tức gỡ được một trụ trong tình huống này. Ít nhất thì việc có được trụ một khu đường giữa đối phương cũng sẽ giúp cho bên phía Weibo mình dễ dàng triển khai những pha giao tranh hơn, và họ đang muốn câu thời gian để những cú trụ cuối quan trọng của họ hồi lại và chuẩn bị cho con rồng thứ 3. Bên phía Weibo thiếu gì? Weibo thiếu hai chiêu cuối chưa có phi hồ đúng không? Rồng này một tí nào cả, đang tập trung người, đợi sai di chuyển xuống. Weibo là người đi đầu. Just anh ta đang là một người bọc cánh và rất khó chịu, liệu rằng Dersai có đủ sức để cản sát hay không. Rồng đang được tấn công bởi bên phía của T1, Gumayushi vừa né chiêu cuối mở đến từ Faker và Corner. Hợp chất liên lạc quá đẹp và lai đi ngay lập tức. Quay cũng đang thấm đấu double kill dành cho Honor trở về dạng cứu cánh. Anh ta bị bổ chết bởi Dersai cùng với Seohu, nhưng Dersai cũng bị vây và Dersai đã nằm xuống dưới hồng súng của Gumayushi. 4 ma gục dành cho bên phía của T1 và con rồng đang chờ đợi trước mặt. Một pha giao tranh mà góc độ tiếp cận của Faker và rất là quá khó chịu trong pha vừa rồi. Hãy nhìn cái cách mà hai đường đơn của T1 kẹp vào ở hai hướng khác nhau và Dersai người được cắt tử ra để cản Zeus. Anh ta cũng không thể chịu nổi nhiệt. Và hợp chất liên loạn của Carrier thảy thẳng vào đường đối phương. Faker kẹp bên phía cánh phải, Zeus kẹp bên phía cánh trái. Nhưng góc độ tiếp cận giao tranh là quá khó chịu của T1 và Weibo Gaming đã nằm xuống tổng cộng 4 người. Hai đường đơn đến từ T1 họ vào những cái góc vô cùng khó chịu. Nhưng họ không hề đơn độc khi vẫn còn đó là một Nocturne. Và Honor, anh ta lao vào chung với cái phi hồ của Faker, tấn công thẳng vào người Weibo nãy mà ông Win được cái land bot bị thôn. Và sau đó không còn được ai bảo kê anh ta kích nội tại Kalista như cá nào thì rồi sai chết ba mạng. Faker với những lượt phi hồ liên tục của mình thì anh ta vẫn tiếp cận và hạ gục thành công được Chris. Hỗ trợ của Weibo Gaming đã không còn gì để có thể rút lui cả, và những nỗ lực đến từ Dersai trong việc gỡ mạng cho Weibo Gaming cũng đã đặt anh ta vào một vị trí xấu. Họ có thể có mạng của Honor, nhưng Honor nằm xuống anh ta hoàn toàn hài lòng với việc đồng đội của anh ta gỡ được tới 4 ma hạ gục và một con rồng nguyên tố. Họ ngắt được mạch rồng của đối phương, họ tiếp tục lăn cầu tuyết ván thi đấu này với 7-1 về KDA. Họ đang đánh xoay quanh những cái động thái từ Honor và cả Faker quá hiệu quả vào khu vực đường trên. Muốn tấn công từ Faker nhưng Seohu né cái xích vừa rồi. Và chúng tôi thấy là mặc dù đã cải thiện về cấm chọn nhưng khả năng teamfight đến T1 là thật sự khủng khiếp. Và một lần nữa T1 đi di chuyển qua tầm nhìn được cung cấp bởi con cua. Lúc này thì tôi đang thực sự e ngại dành cho hai đường cánh của Weibo Gaming, vì hai đường cánh của họ lúc này đang vừa yếu hơn về mặt trang bị, vừa yếu hơn cả về mặt chất tướng trang bị đều thua, thì không biết là họ sẽ phải 1-3-1 như thế nào. Kể cả là đường giữa của họ với Kalista và một con Senna có thể đẩy với việc trụ một đường giữa của Gumayushi lúc này đang đứng nó không còn nữa. Nhưng những biến số mà T1 có thể tạo ra hai đường cánh là quá lớn. Và hãy nhìn về lượng trang bị của Gumayushi ván thi đấu này, anh ta thậm chí có hai đồ lớn trước so với Lai. Bởi vì anh ta chưa phải nằm xuống bất kỳ một lần nào. Trong pha tranh vừa rồi anh ta cũng có mạng và đó là một mạng kích rất nhiều đội tại dành cho anh ta. Ở một thời điểm mà Gumayushi so với cái lần đầu tiên là 100 chỉ số lính cách biệt. Lần đầu tiên ta xả được là 60 và lần này là 100. Nguyên lực thiên nhiên tung ra. Chiêu cuối đến từ Faker để tung ra có thể bảo kê. Người bị tấn công đó chính là Honor, nhưng hợp chất điên loạn được thả ngược lại. Lốc xoáy từ bông được tung ra. Seohu vẫn còn một lực phi hồ. Nhắm tới ai đây? Kedia là mục tiêu khả dĩ. Và hôm nay hết luôn. Được tới từ Kedia. Và cuối cùng thì Grip nằm xuống. Honor lao vào mở giao tranh. Double kill dành cho Honor. Seohu là người đi tiếp theo. Honor vẫn còn 61 chấm máu. Khả năng ra vào giao tranh của T1 là quá khủng khiếp trong giao tranh vừa rồi.
tôi không thể tin được là họ có thể ra vào giao tranh với chỉ một chấm máu và đi ra bằng những lớp giáp khi nào. Cái này gọi là Weibo đen hay là T1 hay đây. Họ có những cái nhịp ra vào giao tranh thực sự là khủng khiếp. Weibo Gaming như đang bị một thế lực nào đó ám ở trong ngày thi đấu này vậy. Họ chỉ cách như mà của T1 trong ngày thi đấu này một chấm máu mà thôi. Khó quá. Đây là một pha mở với tình mạch vẫy gọi với một con Senna. Và khi Chris lao lên thì anh ta nằm xuống rất nhanh với lần sắp từng trả lại. Đến từ phía của T1 và Gumayushi đã có một pha xử lý lách rất tốt khi đang định hướng đối phương. Honor có cho mình một tình huống quy ăn mạng và hoang tưởng bơi vào dứt điểm người thứ hai. Pha này thì cả đợt sai và rất đều không can thiệp giao tranh được. Game 3 thì chỉ có một cách duy nhất thôi là Weibo phải thử qua bên phía đội 2. Họ có rất như là thử xa một lần cuối. Và đây là một cái thế mở coi có gì khác được không? Weibo rồi. Chưa hết nhưng hết cú rồi. Về chinh lịch, về trang bị và cả cái khả năng xử lý kỹ năng thì họ vẫn sống sót được. Rất khủng khiếp và cách biệt về tiền đang dần dần gia tăng theo thời gian cùng với lượng mã của T1 đang có. Họ đang có một chênh lệch về tiền rất lớn tại thời điểm này và rõ ràng Weibo Gaming sẽ cần phải suy xét lại về những góc giao tranh của mình hoặc là họ sẽ cần phải cân nhắc việc buông bỏ một vài mục tiêu sắp tới để hướng tới khả năng farm an toàn cho đội hình này đã. Một Kalista chưa có nổi hai trang bị và đang phải phụ thuộc sát thương vào một Ahri. Ahri chưa bao giờ là một pháp sư khỏe trong việc gánh team với lượng sát thương của mình cả. Vẫn là một chất tướng có thiên hướng melee nhiều hơn nhưng cuối cùng cái gánh nặng về mặt sát thương đang được đặt lên vai của Xiao Hu. Ở trước thêm trận đấu này chúng ta có thể nhận định được là Weibo nơi mạnh nhất của họ là khu vực trên. Nhưng cuối cùng thì về những cái cấm chọn và đặc biệt là chọn bên đang khiến The Side phải rơi vào tình Weibo thế quá yếu. Xíu đi để lắc. Và đường trên là Weibo nó phải làm khó một tí lát nữa cái chiến thắng nó mới ngọt ngào. Và cũng như vậy khoảng cách ở trong ván thứ hai này vẫn đang là rất lớn đến từ cả hai người đường trên với khoảng chừng 60 chỉ số farm cùng với đó là một trang bị chênh lệch. Lại tiếp tục là một ván đấu nữa mà rất gắt trước một trang bị lớn trong The Side. Tí hy vọng nào. Đấu mà rõ ràng là Top God đang gặp quá nhiều khó khăn khi họ liên tục phải lựa chọn sớm đường trên của mình so với đường trên từ phía của T1. Và đường này thực sự đã có tác động tới ván đấu. Mặc dù trong pha giao tranh vừa rồi thì cả hai đường trên đều không tác động nhưng phần còn lại của T1 cũng đã có một tiếng giao tranh thắng. Thì khi mà giao tranh 5 năm với một cái chênh lệch nữa dành cho phía T1 thì tôi không biết là phía Weibo Gaming sẽ phải xử lý giao tranh như thế nào. Và từ nay đến giờ chúng ta cũng quên nói về Carrier. Nhưng góc độ chiêu cuối của anh ta trong pha giao tranh nó khiến cho những pha mở của Weibo Gaming cảm giác cực kỳ no hope. Và khi mà anh ta hoàn thành được cái ngọn đuốc thánh quang thì những tình huống phản công nước T1 nó sẽ là một cái điều thật sự khủng khiếp. Sát thương của Weibo đang thực sự thiếu hụt và cái khả năng phòng ngự của T1 và cả lượng sát thương họ có nó cũng là một con số khổng lồ. Chúng ta nhìn thấy Faker và cả Honor đang có một bộ đôi đồng hồ nguyên động trên người và khả năng vào giao tranh của cặp đôi này là thật sự khủng khiếp và chúng ta đã chứng kiến được pha giao tranh rồng rồi. Và Faker có rất nhiều lựa chọn trong cú chiêu cuối của mình. Anh ta có thể lựa chọn phi hồ, anh ta có thể lựa chọn cái quyền lực thiên nhiên. Và như tôi đã phân tích Lưu, thì con nhắn Senna quảng cáo đi luôn đi tè cả nha anh em. Vào giao tranh để xử lý Senna tốt, nó lại chứ là game một này còn cái đầu coi nữa. Và cái định mệnh vẫy gọi của Kalista là một trong số những công cụ mở thì lại là một Senna hỗ trợ chứ không phải là những hỗ trợ mở như là Rell, như là Alista. Và điều đó càng khiến cho phía Weibo Gaming khó mở hơn. Họ đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng mở tới từ Weiwei với những cú chiêu cuối của mình. Tấn công thẳng người Faker, anh ta dính một cái xiềng xích địa ngục và cả một cái ràng buộc và mất đi khoảng nửa cây máu. Nhưng cái hướng ra rồng đến từ Weibo là hầu như là một con số 0. Họ đang cầm một con Senna kiếm âm u nhưng mà họ mới là người đang phải chịu cái số phận âm u ở cái hướng rồng này. Và mặc dù rồng gió không phải là một con rồng ngon nhưng nếu như đội hình này của T1 mà có được linh hồn rồng gió với bốn rồng gió thì không biết là tốc độ di chuyển của họ sẽ là như thế nào nữa. The Side có định đánh chặn nhưng anh ta bắt buộc phải rút lui. Faker đã nhấn cú dịch chuyển ra thẳng khu vực hai Baron. Họ đang muốn ép Baron với lượng sát thương theo thời gian tới từ Wen và Raven. Và chúng ta đang nhìn thấy là Gumayushi đang hướng lên thẳng một cái huyết kiếm. Nếu không hạ gục được con Raven này nhanh chóng thì nó sẽ hồi phục cực kỳ nhanh. Và Weibo, đây chắc chắn là những hy vọng cuối cùng, những cơ hội cuối cùng để họ có thể lật được cái ván thi đấu này. Đó chính là của Baron. Nhưng họ là người ở trong thế bị động chứ không phải là người chủ động. Với cách biệt lên tới con số hơn 6.000 tiền thì hiện tại các thành viên của T1 đều đã có được trên hai trang bị lớn. Trong khi đó thì Weibo Gaming vẫn cần một chút thời gian nữa để The Side có thể có được chủy gạt Mammothius. Và Maokai của Weibo cũng có thể sẽ có thêm một trang bị chống chịu để anh ta cứng cáp hơn. Vì thời điểm này nếu The Side là người bước ra để che những tình huống sát thương và hiệu khống chế tiến đầu của T1, anh ta sẽ không chịu nổi quá lâu đâu. Các bạn chúng ta nhìn thấy Honor hai món trang bị sát thương vật lý. Ngược lại Gumayushi cũng đang có hai lượng sát thương vật lý. Và đây là một cái súng hải tặc rất khó. Tấn công thẳng vào người của The Side, mất đi chiêu cuối, tiếp tục truy đuổi hắc ám soi rọi. Nó không có quá nhiều ý nghĩa. Và đó là màn hạ gục dành cho Zeus.
Đây là sự mạo hiểm của việc lên một con Aatrox sát lực ở một đường cánh trong đội hình đối phương có một đội hình 1-3-1 khỏe với một con Nocturne. Anh ta không có đủ khả năng chống chịu để chống lại những tình huống bắt lẻ như vậy, và tôi cũng không chắc là trong ván thi đấu này nếu như lên hấp huyết anh ta sẽ câu thêm được khoảng 1-2 giây gì đó mà thôi. Chứ với lượng sát thương hiện tại của Gwen, của Nocturne thì việc mà The Shy có thể nằm xuống ở đường cánh là điều đã diễn ra, và thậm chí là anh ta không hề đánh hổ báo, anh ta đã đứng vào trụ 2 nhà mình rồi. Nhưng cuối cùng trụ 2 cũng là nạn nhân thứ 2 trong thủ tấn công vừa rồi của T1 mà thôi. Lợi thế chồng chất lợi thế, 8.000 tiền chênh lệch, và đường trên lúc này chênh lệch là 1.5 món. T1 họ đang đưa ra một cái đấu pháp. À, vậy Lu có cái an ủi gì với anh đánh em? Thẳng vào điểm mạnh nhất của đối phương. Lu coi như được Lu đã được bình luận trận chung kết. Và mũi nhỏ carry chính về mặt tinh thần và cả trận chung kỹ năng kết thật sự đã kết thúc. Bị bẻ gãy và bóp nghẹt hoàn toàn bởi T1 ở game đấu này, thì tìm đâu ra hy vọng dành cho Weibo ở ván thi đấu thứ hai đây. Ba kho item tới từ Gumayushi, huyết kiếm và món trang bị thứ ba. Honor đã có phá phay check. Honor, anh ta dính một tình huống hôn gió nhưng không có bất kỳ mối đe dọa nào cả. Honor sẽ lùi về thành công khi mà cái lượng tầm nhìn ở đây là bằng con số 0. Emaron, Baron được kích hoạt hay chưa? Đã được kích hoạt. Quay di chuyển ra. Rất nhiều mắt tím để có thể phát hiện được tầm nhìn. Faker là người ngăn cản. Chiêu cuối quyền lực thiên nhiên được bung ra. Faker cướp ngược trở lại, đó là hoang tưởng. Không có góc để cướp Baron. Quyền lực thiên nhiên được tung trở lại và đó sai là người bị chính chiêu. Đó chính là Zed. Liên tục lao vào với xe chỉ đun kim. Anh ta cắt hết đội hình. Quay mất tung biên để chạy. Đó sai đang cố gắng bổ. Và anh ta bổ xong thì anh ta cũng chạy nốt. Faker phía kia đang bấm đồng hồ. Anh ta sẽ có sự hỗ trợ kê ra để lùi về với tốc biến. Lai chưa hại của ai cả. Một Gumayushi vẫn còn chiêu cuối. Anh ta vẫn đang canh góc và chờ xem thử là Gumayushi sẽ tung chiêu cuối vào đâu đây. Một pha giao tranh mà rõ ràng T1 là những người có được lợi thế nhiều hơn về mặt tầm nhìn, và họ đã có một pha xử lý Baron vô cùng xuất sắc. Keria đẩy một cú chiêu cuối ra và Weiwei không có cách nào để tiếp cận Baron cả. Và hãy nhìn cái cách mà Zerg một mình lao thẳng vào giữa đường đối phương và cắt cho các thành viên bên phía Weibo của mình mỗi người một chấm máu. Kể cả là Faker gặp một chút nguy hiểm, nhưng Gumayushi với 3 trang bị lớn, 2 tay 2 dìu, anh ta chặn hoàn toàn được tấn công của Weibo Gaming. Và T1 vẫn có được Baron, sau đó rút lui thành công cả 5 thành viên. Một con Baron giúp cho chênh lệch về tiền đã lên tới con số 9.000 tiền tại thời điểm này. Câu hỏi được đặt ra lớn nhất cho Weibo Gaming là bây giờ sát thương đâu ra. Còn ngược lại cũng là dành cho họ, nhưng phía T1 họ đang có 4 nguồn sát thương thì họ phải nhắm vào ai? Quá khó cho phía Weibo Gaming để có thể suy nghĩ về việc giao tranh với phía T1 tại thời điểm này, khi cách biệt đã là quá lớn. Nâng cấp lên em. Gumayushi vẫn còn 2 phép bây giờ có Faker bây giờ để mình nhắn, mình nhắn cho ông Tom. Có lẽ cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài đâu. Mình nhắn cho ông Tom dán sao làm cho anh một cái combo so với cấp độ 14 của một con này. Dana Yasuo lại tiếp tục là một ván thi đấu nữa mà Zerg gạt tới 3 level so với The Shack. Làm tí Dana Yasuo. Cái khả năng hồi chiêu và tốc độ thi đủ từ một quen như thế này là thật sự khủng khiếp. Tốc hành cũng đã sắp hồi trên người của Zerg rồi. Một cái cánh đẩy lẻ này tôi nghĩ hai người là có khi không đủ để ngăn cản Zerg. Không đủ, không có sát thương. Weiwei và Xiaohu có lẽ sẽ không có đủ sát thương để đe dọa một con quen đã 3 trang bị lớn của Zerg. Và đây là Baron đang giúp cho phía T1 có nhịp đẩy ở cả 3 khu vực đường. Faker về nhà đóng đồng hồ Kazonia, món trang bị thứ 3. Tất cả các thành viên chủ lực của họ đều đã có 3 trang bị, trừ Honor. Có lẽ Honor có đồng hồ để có thể băng vào giao tranh nếu như họ có định băng trụ. Cái trụ hai khu vực đang tỏ ra khá yếu ớt. Khoan tưởng được tung ra tấn công thẳng người Weiwei. Đây là một bao cây không còn tóc biến. Và Senna đi ngay lập tức. Weiwei đi luôn. Double kill dành cho Zed. Hợp chất liên loạn được tung ra. Nó dính hai người. Và Lai. Triple kill dành cho Zed. God of Thunder. Và đây là một ván thi đấu mà Zed cho thấy sự mạnh mẽ của mình với con quen. Căn thẳng vào giữa đường đối phương. Cắt toàn bộ đường Weibo Gaming lên bản điểm số. Chỉ còn một mình sau mà thôi. Người ta gọi The Shy là top god, nhưng ông quên rằng Zerg là vua của các vị thần ở đỉnh Olympus, và anh ta lên tiếng chống giặc ở ván thi đấu thứ hai. 2-0 dành cho T1. 2-0 dành cho T1, và bất chấp những sự thay đổi đến từ cấm và chọn, T1 vẫn có thể xử lý được. Weibo Gaming lại một lần nữa đặt The Shy vào thế khó khi lựa chọn bên phía đội 1. Và sau đó là một con Gwen, anh ta đánh Aatrox solo kill Gwen. Anh ta đánh Gwen thắng đường Aatrox và kèo ngược kèo xuôi gì ở cùng đường trên anh ta cũng đều có thể xử lý được. Và hai ván đấu liên tục rất cho thấy phong độ của mình trong ngày thi đấu hôm nay khi anh ta được chọn sau so với The Shy là tốt đến như thế nào. Họ đã chủ động tạo lợi thế big trước dành cho Weiwei, họ chủ động tạo lợi thế big trước dành cho cặp đôi đường dưới, nhưng hai ván thì hai đấu pháp đến từ Weibo nó đều vô nghĩa. Ở tại kỳ bộ này mới đánh lần đầu đúng không, Serakan không phải là những ưu tiên ở khu đường dưới của Weibo Sicaria. Đây là mới đánh lần đầu luôn. Mặc dù nó có tỷ lệ thắng rất cao ở cảm ơn cô nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Yezo nha. Vì nó là một xạ thủ không mạnh về khả đi đường tại điểm này.
Nhưng với việc đối phương đã không còn Ash, không có Reta Class đi cặp cùng với Kalista, thì T1 đã tự tin khóa vào cả Seiya lẫn cả Rakan. Và đây không chỉ là bộ đôi đường dưới có khả năng kết hợp với nhau đi đường mạnh, còn Rakan trong tay của Carrier có khả năng ramming và hỗ trợ thêm cho cánh trên với Faker và Zerg với những carry của họ nữa. Tức là bây giờ nếu như T1 họ lấy một vị tướng dành cho nơi ví dụ như Maokai chẳng hạn, thì khả năng kiểm soát tất cả những điểm mù trên bản đồ đó thực ra là rất là tốt. Nên nhớ Rakan Maokai đây là một cặp đôi kiểm soát cực kỳ tuyệt vời. Maokai thì có trời nô, còn Rakan thì có độ cơ động, cả hai di chuyển xuyên suốt sang khu vực đường của đối thủ rồi sau đó di chuyển ra một cách cực kỳ dễ dàng. Cảm ơn cô nha. T1 có thể nghĩ tới vị tướng đi đường đó. Còn trong cái đó thì Weibo Gaming họ đang muốn ủng hộ một cặp đôi thật sự mạnh của mình dưới, đó là Pharos, đó là Heimerdinger, nhưng sau đó chuyển sang là một ba khi mà họ cảm nhận được mình dưới Heimerdinger cảm giác là không đủ. Nếu như không khóa vào ba tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng cánh trên của Weibo Gaming sẽ gặp rất nhiều áp lực tới từ Rakan của Carrier. Họ bắt buộc phải có một con ba để hỗ trợ thêm cho The Shine trong việc chống lại những pha ramming tới từ Carrier, hoặc thậm chí là Chris sẽ phải suy nghĩ đến chuyện là anh ta phải chủ động di chuyển trước để lấy lợi thế cho các đường đơn của mình. Còn việc đi đường khu đường dưới thì Varus vẫn là một xạ thủ có khả năng đầy đường khỏe ở trong phần ra ban đầu. Cùng chờ xem T1 sẽ lấy cái gì ở lựa chọn thứ ba của họ đây. Faker quyết định khóa vào Akali. Một ây da, lựa chọn mà vẫn có thể mang lên khu đường trên tay của Zerg nếu như vào kèo hợp lý. Nhưng đa phần đây sẽ là Akali của đường khu đường dưới. T1 Akali. Anh ta đối đầu cùng với Azi của Xiaohu. Tức là bây giờ T1 Akali phải là một mang đi hướng hỗ trợ. T1 Akali là hơi ngon luôn á, bán hơi cháy á. Nhiều. Thì lúc đó dễ dàng đánh khu vực đường giữa mà chưa. T1 Akali là bán hơi cháy luôn á. Hơi giàu đó. Bị tướng tay dài tương đối khó để cho một Akali có thể tỏa sáng. Có thể sẽ là một bước chân thần tốc chẳng hạn. Weibo Gaming họ quyết định là cấm đi ngộ không ở trong phi hai. Còn trong đất T1. Mạnh luôn lên nha. Dần hạn chế để những vị tướng ngăn cản những cú la vào đến từ một Rakan, đến từ một Akali và đôi khi sẽ là một Seiya nữa. Nhận thấy rằng hỗ trợ đối phương là một hỗ trợ đảo cánh và không có khả năng bảo kê quá tốt cho giao tranh, thì Faker quyết định phá vào một sát thủ Akali để anh ta áp lực nhiều hơn vào con Varus kém cơ động của Lai. Đây sẽ là một mũi nhọn giống như con Silas ở ván thi đấu đầu tiên, là anh ta sẽ kẹp ở hai cánh khác nhau với Zeus để hình thành một đội hình có thể kẹp vào nhiều hướng khác nhau với một sát thủ kém cơ động như là Varus. Và sau khi bị cấm đi ngộ không, Honor vẫn còn rất nhiều chất tướng đi rừng mang trên hướng tấn công ở trong khu vực rừng. Chống chịu vẫn còn đó, Rell vẫn còn đó, Maokai vẫn còn đó, Sejuani. Nhìn giống là Honor muốn lấy cái skin Lee Sin lắm rồi đó. Trong cặp trận BO5 này, còn T1 đã cấm đi Poppy của Weiwei, họ đã cấm thêm cờ sân tên. Nhìn là muốn lấy con một con Lee Sin. Chúng ta thấy cái sự xuất sắc của Zeus nó kinh khủng tới cỡ nào. Phía bên kia nhìn là thấy là thèm con lấy con Lee Sin lắm rồi đó. Vị tướng nào của mình giữa có thể sẽ là Akali của mình giữa rồi, nhưng họ bắt buộc cũng phải cấm thêm say. Bây giờ nào, đội hình của T1 có khả năng bị đẩy sớm. Cảm ơn các bạn với donate nha. Và chưa kể đến như đầu là một Kennen, Zeus cũng có thể tự tin với. Mình nghĩ là đội hình của bên phía Weibo có khả năng đẩy sớm ở một hai đường, ít nhất là hai đường. Tỷ lệ thắng được của nó nữa. Là mid với bot. Cuối cùng thì anh ta cũng đã phải mang một cho nên lấy con Belvet này để làm gì? Lấy con Belvet này để đi vô kiếm thằng Honor. Lấy con Belvet đánh đúng kiểu của Belvet cướp rừng. Zeus là một người chơi 100 Kennen trong quá khứ. Và để xem anh ta sẽ mang cái gì ra để đầu với Kennen của The Shine khu đường trên đây. Nếu như là một lựa chọn Aatrox thì đây là một lựa chọn vẫn có thể bị đẩy được. Khó vậy The Shine quá. Kennen phía bên kia. Nhưng kèo này Aatrox vẫn nhỉnh hơn nha anh em. Kèo này Aatrox vẫn nhỉnh hơn. Thì đây vẫn là một vị tướng mà rất tự tin là anh ta có thể. Con Kennen bước sai một bước thôi. Bởi vì như tôi đã nói, Akali cùng với một bước sai bước thôi solo kill liền. Có thể hình thành vào hai hướng kẹp khác nhau để cùng với cái cánh mở của Rakan hình thành cái mũi nhọn ở ba hướng khác nhau và Varus. Và nó còn chưa kể đến là mức độ cơ động nên T1 cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó dành cho các thành viên Weibo Gaming. Họ đang gặp một vấn đề, đó là kể cả cho dù vậy là một Kennen đi chăng nữa, nhưng nếu như Kennen không có em thì cái mức độ cơ động đến từ đội hình này của Weibo Gaming cũng giảm đi khá là nhiều đấy chứ. Một Kennen đã không có được khả năng lướt, một Varus cũng tương tự như vậy. Bạn bắt buộc phải dựa trên những gì đồng đội hỗ trợ để có thể nhằm mục đích là tạo được cái lượng sát thương ở tuyến sâu trong những tình huống đánh nhau. Và Kennen trong vai trò của The Shine, tôi cảm giác anh ta sẽ làm nền nhiều hơn tí xíu. Bởi vì sao? Bạn phải sử dụng bỏ sóng xét để hỗ trợ. Bạn đã có được hai sát thương tiến sau. Nếu như là sai cũng muốn mình là một trong những người tiến sau nữa, thì đội hình này đến từ Weibo Gaming rất khó để tìm một người đó che. Vâng, và đây là ván thi đấu mà tiếp tục có những sự thay đổi đến từ lối cấm và chọn. Và ngày hôm nay thì Faker đã phải mang ra thêm một vị tướng nữa tại khu đường giữa. Bên cạnh con Ahri ở ván đấu đầu tiên, anh ta đã phải mang ra thêm một con Akali trong bể tướng những vị tướng mà anh ta dùng tại đường giữa tại chung kết thế giới năm nay. Và đó cũng là những sự thay đổi cấm chọn đến từ phía Weibo, mình tôi nghĩ là khá tốt. Họ đang có một con Velvet trong tay Weibo mà trình diễn Velvet ở ván thi đấu mà anh ta đối đầu cùng với các thành viên phía của Bilibili là cực kỳ ổn. Và điều kiện để Velvet có thể lên tiếng trong những ván đấu là các đường của Velvet phải đẩy mạnh để anh ta có thể cướp rừng. Thì ván thi đấu này, đường giữa Azi Akali là một kèo mà cho phép
Seohu đẩy. Đường trên Kenen tay dài cũng giúp cho The Shine có khả năng đẩy. Hai đường đơn của T1 đều là hai đường tay ngắn cả, thì ít nhất là Velvet sẽ có một áp lực rất lớn trong khoảng thời gian ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bảng thi đấu thứ ba cuộc chạm trán giữa Weibo Gaming và đối thủ của họ T1. Tỷ số đang là 2-0 và cách biệt đến từ chiếc cúp của T1 chỉ là một ván. Hay Weibo Gaming sẽ đưa cặp trận đấu chung kết này đến ván thi đấu thứ tư. Bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt ở tại Gotchus Garden. Và tôi tin rằng ở tại các buổi viên party tại Việt Nam thì không khí cũng sẽ không hề kém cạnh. Tôi không biết là hiện tại các bạn khán giả đến từ Hà Nội và Sài Gòn có thể tiếp tục với những tràng pháo tay của bản thân mình để tiếp tục cổ vũ cho đội tôi yêu, đúng không nào? T1 và Weibo Gaming, ván đấu thứ ba, ván thi đấu sẽ quyết định số phận của tất cả hai đội, cơ hội cuối cùng của Weibo Gaming. Còn đây sẽ là cơ hội vô cùng sáng của T1 để có thể nâng được chiếc cúp vô địch lần thứ tư trong lịch sử của họ. Và ở ván thi đấu thứ ba này thì T1 đã ưu tiên cho bộ đội đường dưới của mình có được một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ mạnh, đó chính là Seiya kết hợp cùng với Rakan, và cùng chờ xem sẽ là màn trình diễn đi đường đến từ bộ đội Seiya Rakan so với Virus cùng với ba phía bên kia của Weibo Gaming sẽ là đường nào có được ưu thế nhỉnh hơn trong việc đẩy đường và kiểm soát khu đường dưới. Vì nếu như kiểm soát khu đường dưới, đồng nghĩa việc họ sẽ kiểm soát thành công vào dòng người tối đầu tiên. Nó cũng sẽ khá là thoải mái. Tạm thời khoảng thời gian này thì The Shine cũng như là Z trong tay của Sao Hù, đúng như gì anh Tùng nói là phải là một đường đẩy. Họ cũng phải đẩy cực kỳ mạnh để giúp cho Wayway có được chuyển tình huống, tạo được những khoảng trống, di chuyển, phát hiện, thấy được rừng của đối thủ sẽ làm gì. Hoặc nó sẽ có một trường hợp ngược lại. Trong trường hợp bạn đẩy quá cao, bạn có thể bị găng ngược. Mức độ cơ động đến từ một Lee Sin là có. Cho nên chắc chắn rồi, khả năng đu bám đến từ T1 là rất tuyệt vời. Nó sẽ khiến được AZ hay là Kenyan sẽ gặp một số vấn đề nhẹ. Không có cách cơ động hay là sai không có kỹ năng nghe. Rất khó để có thể đi được sáng sở với phụ huynh. Để tránh việc bị cướp rừng ở phần bùa xanh của anh ta, anh ta ăn bãi chưa kịp biến dị với khả năng hỗ trợ đến từ Zerg bằng những tình huống tổ quy ở cấp độ 1. Và sau đó anh ta sẽ khép vòng rừng của mình lên khu vực cánh trên. Đường dưới của T1 xác định đã bị đẩy với Varus cùng với ba. Đây là những chiếc tướng có khả năng tấn công tay dài và họ đẩy đường được. Đồng nghĩa với việc là Velvet của Wayway có thể tiến sang phần rừng bùa xanh của Honor. Và đó là quyết định đến từ Honor mà thôi. Nhưng mà Wayway quyết định trong ván thi đấu này của anh ta là ăn từ khu vực cánh dưới lên. Các đường cánh của Wayway của mình vẫn đang đẩy rất mạnh. Khu vực đường dưới thì Faker đã có trên cấp độ 2 và anh ta liên tục có những pha lao lên. Faker đẩy rác quá, thằng Wayway chưa qua được đâu. Khu vực dưới thì không cần phải nói. Faker đẩy rác quá chưa qua được. Đang là hai người chủ động di chuyển để có thể tạo ra được những thế lính khó. Nó khiến cho Kumajusi và Kyria bây giờ không phải là cao độ 2. Cho nên cảm ơn bạn ăn lên nha. Tại mình đang không nhìn nãy, mình đang không nhìn cái donate stream lab. Càng nhiều lính càng tốt để tránh trường hợp mình bị mất lính quá nhiều, lúc đó tỷ lệ thu đường rất cao. Còn Faker khu vực giữa đang bán máu để đổi lính. Và ta đang làm điều đó khá là tốt đấy chứ. Chúng ta nhìn vào lượng chỉ số lính của Faker đề cập 18 sau lại 15 của Sahu. Ổn, đó là một lượng chỉ số lính rất ổn dành cho Faker và anh ta vẫn giữ được lượng máu của mình với Kindaran ngọn gió thứ hai của vị bước chân thần tốc. Pha đẩy đường khiến cho Lai có một khoảng trống khá tốt để di chuyển vào cắm mắt và họ đã phát hiện ra phần dùng của xanh của T1 không. Nếu như Sahu nó không đẩy được cái way này thì con Velvet cũng không qua được tên sau. Này thì cũng có một con Velvet của Wayway, anh ta vừa dọn xong phần lính ở khu vực rừng cánh trên của mình rồi, đang xuống cánh dưới để kiểm soát con cua dưới và anh ta đi đường này thì bị lộ vị trí bởi con mắt của Faker rồi. Tức là trong giai đoạn hiện tại Faker T1 họ đang nắm giữ đầy đủ những thông tin để mắt nhìn xa dữ sẽ muốn tạo bất ngờ đâu và làm gì. Còn trong khi đó khu vực đường trên như tôi nói đẩy cao, hệ quả để lại sẽ rất cao. Đơn sai mất đi. Rồi rồi đi. Bộ ba khá là công giữ chân lại W của Zerg và đã chờ đợi sẵn. Honor đang di chuyển tới để có thể tiếp cận, đã hộ thể, đã sử dụng dư chấn của mình. The Shine vẫn đang tiếp tục đi bắn. Đây đúng là The Shine rồi. Chiến công đầu trên cho Lee Sin của Honor. Rừng mình ở cánh dưới. Tạo đến từ Honor khi mà anh ta ăn từ khu bãi chim. Rừng ở cánh dưới để cao. Nhưng cái khép lại ở vòng rừng đầu tiên của Honor lại là ở cánh trên và The Shine đã không tính được điều đó. Ở cấp độ 1 tôi thấy rằng Chris có lên cắm một con mắt ở bên cỏ dành cho bên phía của The Shine. Cho bên phía của The Shine đấy, ta có thể đẩy đường và trên trên kèo này. Vậy ta đã phát rất tốt chứ. Nhưng pha canh vừa rồi thì anh ta đã có tổ chức người nhưng không cắm được. Đó chính cột đầu dài cho N mà anh ta không bắt tốt biến. Sự bất ngờ đang có, sao hôn đang trồng lên tắt ra. Và anh ta đang lên rất là chậm. Hứa đem T1 và M1 xoài 10.000 đồng cộng 1 cú xoài 10.000 đồng. Hay! Hay! Cố lên! Đừng nằm ngửa! Chỉ không phải mất sắc của trận cho pha vừa rồi mà thôi. Các khe đất chỉ rơi đến từ quay quay đã tung ra ra được. Khiến cho anh ta bị mất 4 triệu những tiếp viện cho pha vừa rồi. Và đó là phong cú tốt để giúp cho Lai sát thủ của mình có được một bạn anh dưới bản đồ. Bây giờ mình sẽ mở mic to lên đúng không? Đó.
nhưng ở nửa cánh trên. Ủa tiếng nó có khớp không anh em? Đã không còn tốc biến nữa. Chứng tỏ là anh ta. Thôi bây giờ nha. Mình mở đi, mình không quan tâm nó bây giờ vọng thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì bây giờ mình cũng không biết làm gì cái setting ở đây nó như vậy. Nó như nào mình cũng không thể nào thay đổi được, cho nên là mình nói thật là mình để vậy thôi chứ mình không chỉnh được gì hết nha anh em. Khá nhanh tay tới từ Sahu trước một pha tốc biến dứt điểm đến từ Honor và Chris bắt đầu thể hiện sự khó chịu của một con ba hỗ trợ khu vực đường dưới, đặc biệt là khi xạ thủ anh ta đã có lợi thế. Mình chịu rồi, mình không làm được gì hết. Chuyển dành cho Chris sẽ là rất nhiều và vừa rồi ghé lên khu vực đường trên có định tấn công Zeus. The Shy còn tốc biến rất thì không. Zeus có thể sẽ phải nằm xuống. Chris đang chờ đợi. Mình nói thật là bây giờ các bạn coi được là các bạn coi chứ mình cũng không làm gì hết. Sự chuẩn chỉ. The Shy vẫn đang nhắm nhưng vẫn chưa lên được cấp độ 6. Rất một cú bộ đó là Zeus và anh ta kích hoạt được cái thiên thạch. Quay cũng đang di chuyển lên đây để có thể hỗ trợ hành trình kia dựa vào chờ đợi sẵn và con xe Zeus vẫn còn đang mà. Của Zeus. Zeus có quá thấp mà không nên bật chưa cúi lên. Quay đang di chuyển chờ đợi. Ủa, mất rồi, mất rồi. Vẫn đang tiếp tục khiến cho Zeus gặp nhiều khó khăn. The Shy chuẩn bị thành công kỹ năng được bật cúi Quay và mẹ hãy cùng tranh cho Quay 2-1 cho Quaybo Gaming. Chris đang nhắc cho cả thế giới biết rằng năm 2019 vô địch. Anh ta đã thể hiện khả năng ramming của mình trên cơ so với đối phương là như thế nào. Và ngày hôm nay ở một ván đấu khó khăn, trong một tình thế là họ đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0, Chris quyết định khóa vào một con vào, một con tướng có khả năng ramming. Và vừa rồi là một pha ramming giúp cho đường trên của anh ta thực sự trở lại cả đấu này. Và nó giúp cho bên phía của Weibo Gaming, đặc biệt hơn là The Shy, ít nhất vào đó anh ta đang thở phào nhẹ nhõm. Lượng kiến số farm hơn một rồi, Zeus sẽ phải nằm xuống. Đồng nghĩa việc lượng kinh tế và mọi thứ, The Shy vẫn đang là người nắm giữ nó vô cùng tốt. Chưa kể đến Weibo trong ván đấu này cũng đang có được một vài cục cộng kèm thêm một màn hỗ trợ nữa, nó sẽ giúp cho lượng kinh tế của Quay cũng đang tốt hơn một tí xíu so với lại Honor. Điều này đồng nghĩa việc Weibo Gaming đang có lợi thế ở khu vực nửa cánh trên. Vâng, đây là lần đầu tiên trong cặp trận BO5 này mà The Shy là người đang có lợi thế hơn so với Zeus và khoảng cách chênh lệch là con số hơn 10 chỉ số farm. Cùng với một lượng kinh nghiệm nho nhỏ, nó có thể đủ để bên phía Weibo Gaming có được một thế chủ động ở tại khu vực sứ giả Thiên Đức trong ít phút sắp tới. Còn khu vực đường giữa thì Faker đang liên tục có những pha bán máu để có thể đẩy đường và khu vực đường giữa lúc này thì sự trở lại đến từ Chris đã giúp cho Lai có thể đón nhận những đợt lính một cách an toàn. Và anh ta vẫn đang farm hơn, không vấn đề gì khó giờ Lai cả. Bây giờ tôi đến giờ khi mà camera lia lên chỗ của Chris đang di chuyển thì lính đường phía nó vẫn chưa đẩy vào trụ. Chris sau khi mà cái tình huống găng tiếp theo đến từ Chris thì lúc đó chúng ta mới thấy là lính mới bắt đầu đẩy vào và Karia và Kumayoshi cũng bốc được một lớp khiên nhưng nó vẫn chưa đủ. Tôi cảm giác lượng trang bị hiện tại của Lai vẫn đang giúp cho Lai đi đường khá là ổn so với Kumayoshi phía bên kia chia tuyến. Và đây vẫn là một con xe da không rờ, đồng nghĩa việc là một xe da tương đối nguy hiểm đưa mình vào trong thế khó, không có thanh tẩy. Kumayoshi cũng sẽ gặp nhiều vấn đề cho nên chúng ta cũng sẽ cần phải hạn chế những tình huống di chuyển quá cao rồi sau đó phải tự trả giá bằng chính bản thân của mình. Những áp lực của một con bebek có độ 6 Weiwei là tương đối nhiều tại thời điểm này và nó đang gây sức ép khiến cho các đường của Thiên Hoàn không dám đẩy quá cao tại khu cánh dưới bản đồ. Anh ta vừa rồi đã bị lộ vị trí ở tại bụi cỏ chặt ba. Những áp lực đó cũng đủ để khiến cho Kumayoshi và Carrier không dám dấn lên tân lính này nữa. Họ quyết định bấm B về ở đợt lính khá xấu, nhưng đây sẽ là một tình huống có thể họ sẽ chuyển lên cánh trên để kiểm soát sứ giả chung với Honor, người cũng đã vừa có cho mình cấp độ 6 rồi. Honor đã có được cấp độ 6, đồng nghĩa việc là việc sứ giả khai nước được ăn từ hai bên. Bây giờ đây là ngang nhau, không bên nào thua được bên nào cả. Faker cũng đang cố gắng cải thiện những quay lính ở khu vực đường giữa này, ta đang bị ép vào trong thế khó. Nhưng sau quay lính này, Faker lại là người nhiều lính hơn so với lại Sahu. Một vài sự khó khăn nhẹ đang tạo ra nó khiến cho Chris di chuyển cùng với lại Sahu để nhằm mục đích là đẩy được lính, rồi sau đó là di chuyển cùng với người đồng đội của mình có thể là ra hàng sứ giả khai nước để kiểm soát lại. Các bạn nhìn lượng tầm nhìn đến từ Tiwa nó ngay khu vực bờ sông vẫn còn có khá nhiều, còn trong đó Weibo Gaming thì lại không. Cho nên chắc chắn rồi Weibo Gaming sẽ muốn đặt lại nó. Honor là muốn gánh. Sút để không đây, The Shy đã mất đi cái kỹ năng E của mình ta đang bị đeo bóng. Sút về từ rất hay, The Shy không bị dính bổ một. Và The Shy vẫn thoát được, Quay đang di chuyển lên. Anh ta chờ đợi để có thể bung ra kỹ năng của mình. Khe nứt gì giới đã sẵn, Quay vẫn đang di chuyển vào. Anh ta chờ đợi rồi, anh ta hất tung được thủ lên. Tung được, đang di chuyển vào, đang phải nằm xuống và thôi. Creep lên cơ bản cùng, Karia đang di chuyển cùng với đồng đội của mình. Quay bốc được một thành viên và ngay lập tức 3-1 cho Quay một game dưới. Cứ bên dưới. Cảm giác là một vài khó khăn nhẹ cho Lai nhưng mà Lai vẫn kịp thở được. Faker đang di chuyển có thể hỗ trợ đội của mình. Faker cầm kỹ năng nghe về người Creep và Creep đang cần phải lùi ra một tí xíu. Chắc chắn sẽ giải cái đứt cho Weibo Gaming. Một pha mà Carrier đã có cho mình cấp độ 6 với bộ phát tần tốc, nhưng liệu rằng anh ta sẽ làm được gì cho tình huống mà đối phương đang có nhỉnh người hơn, rất không có dịch chuyển và anh ta vẫn đang phải trụ lại khu đường trên để farm. Còn Honor thì vừa mất tốc biến vừa mất mạng ở khu vực đường trên sau, không có cách nào để chịu ăn cạnh tranh sứ giả với Weibo Gaming cả. Weibo Gaming có mạng của Honor và có luôn con sứ giả này. Đây là một ván thi đấu mà Chris đang tác động từ ván đấu cực kỳ tốt. Còn khu vực đường dưới của Kumayoshi có định solo cùng với Lai. Lai gồng kỹ năng Weibo không đủ sát thương và Kumayoshi cũng đang cầm lùi ra một tí xíu, rút long về không đủ để có thể dứt điểm được Lai. Nửa cánh trên với con sứ giả nước lại một lần nữa lợi thế đang được cộng thêm cho Weibo. Một ván thi đấu mà rõ ràng là Weibo Gaming đã có một lựa chọn khá hiệu quả, đó chính là con ba khu vực đường dưới kết hợp cùng với Belvet. Đây là bộ đôi đang đi chung với nhau trong khoảng gian vừa qua và gây được rất nhiều khó khăn cho bên phía T1. Bộ đôi Honor cùng với rất những gì họ làm được là lấy đi cái chục cuối và cái tốc biến của The Shy mà thôi. Họ không có đủ sát thương để hạ gục đường trên Weibo Gaming và khi Weibo lên pha này còn thì pha xử lý kỹ năng cá nhân của anh ta là quá tốt. Anh ta hất tung được cả cái tốc biến của Honor.
Z4-1-4-2 đều không mang lại hiệu ứng không cho tới khi đã sử dụng chiêu cuối thì mọi thứ đã quá trễ. Đồng đội của anh ta đã phải nằm xuống với một tốc độ gây sát thương rất nhanh tới được Wayway đến từ Crip, và cả hai đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và bây giờ cái mà tôi đang muốn xem Wayway sẽ thả sứ giả hay nứt ở đâu. Một là nâng cấp thêm trang bị cho Sao Hu dựa trên khả năng thả cùng giữa, hai là giúp cho Lai có được thêm kinh tế ở khu vực dưới. Những gì mà T1 có được trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ là một cái chiến công đầu trên người của Honor cùng với một con rồng nguyên tố mà thôi, còn phần còn lại đang là những thành viên Wayway mình làm tốt hơn. Họ đang có được lợi thế ở hầu như tất cả các vị trí khác nhau khu vực đường dưới. Mặc dù là hỗ trợ của anh ta di chuyển nhiều nhưng Lai vẫn đang có một chỉ số farm ổn so với Gumayoshi. Và mặc dù là một tình huống mà Gumayoshi chơi rất là hổ báo khu đường dưới, nhưng rõ ràng là Varus của Lai cũng có những cơ sở để rút lui với số cuối của với tốc hành của mình vào khu đường trên. Ván thi đấu này The Shy mặc dù không nhỉnh hơn quá nhiều so với Zeus, nhưng anh ta ít nhất đã không thua so với Zeus nữa rồi. Nó còn chưa kể đến là hiện tại The Shy đang có cái lưỡi hái và anh ta còn có khoảng mười mấy con lính nữa thôi là lưỡi hái nó hoàn thành. Đồng nghĩa việc thêm một nguồn kinh tế nữa được cộng dồn vào người của The Shy thì chắc chắn là lượng kinh tế của The Shy nó sẽ nhỉnh hơn rất nhiều so với giai đoạn hiện tại. Một lợi thế vô cùng lớn để mở ra khu vực đường trên. Và cái quan trọng hơn hết là bây giờ bên phía Weibo Gaming họ cũng đang đứng trước cơ hội để sở hữu được con rồng thứ hai trong ván thi đấu khi còn 19 giây nữa sẽ hồi sinh. Và Weibo Gaming thì đang nắm giữ được con siêu khả đức. Sự chủ động là có khu vực giữa, nó tạo cho Sao Hu một tiền đề rất lớn để anh ta có thể nâng cấp thêm về mặt trang bị hướng ra khu vực hang rồng. Sứ giả đã hút vào kinh tế được cộng cho Crip, Sao Hu cũng như là Weibo. Một trong số những vị tướng tận dụng sứ giả tốt nhất trong Liên Minh Huyền Thoại đó chính là Belvet với những con lính nhỏ của mình, và vừa rồi họ đã có một nhịp đẩy trước tại khu vực giữa di chuyển ra. Không có biến gì. Tấn công lên và đây Caria làm tấn công Honor đang cố gắng đè bóng Wayway nó mất từ đó chỉ mỗi tình với một cú sút và ngay lập tức Banker làm tấn công và ta gặp được cái điểm của Wayway. Ta đang bị đá vô cùng gay gắt sắp phát kỳ thêm Wayway chém chết Wayway. The Shy đã phải bỏ chạy, anh ta còn bỏ sấm sét nhưng đây là quá nhiều không có biến trúng, đó là kỹ năng W. The Shy vẫn tiếp nếu có thể bỏ chạy một cái đè của mình nhưng Wayway dùng xin đã tới. The Shy bật bỏ sấm sét của mình lên trên tầng quá không rớt tăng hai mạng luôn chết chạy sét và chưa dừng lại đó. Banker thấy được Crip, anh ta đang đeo bám, anh ta sử dụng cái đèn từ đó ba đều cho T1 và vừa có một pha tranh thắng ở tư thế thua cả nghìn tiền. Rất tiếc dành cho Weibo Gaming, họ liên tục có đây là cú dịch chuyển để trở lại đến từ Sao Hu nhưng anh ta không còn phân chia thiên hạ. Anh ta sẽ làm gì đây? Đã cầm vương miện trên tay, rồng vẫn đang Faker đang đeo bám, Sao Hu đã bị bỏ vương miện rồi. Crip đang cố gắng bỏ chạy la để bắn lên luồng ngựa Garia. Sao Hu đã mất đi cái cắt luồng ngựa đang chạy đến từ Crip. Faker đang cố gắng đeo bám vào và Crip đang mất tụi nó nhiều máu. Sao Hu đang điều những con lính, anh ta đem kẹt ở phía trên khi ta không còn kỹ năng nghe. Sống ông đã trúng, chờ đợi bay vào đá không có rút lông khi mà đã rút lông trước đó rồi. Crip vẫn đang đeo bám sử dụng hành trình kỳ diệu. Sao Hu sẽ không đi ngang vào đó. Vẫn là T1, vẫn là lợi thế. Và đang ở một tư thế khó thì rất bỗng nhiên trở lại ván thi đấu này sau cú double kill của mình, và anh ta cũng có khoảng trống khu vực trên để ăn rất nhiều khiên trụ. Và anh ta đã có giả kiếm Rakha rồi. Một pha giao tranh mà Weibo Gaming đang ở thế thắng cho tới khi họ thua. Đúng là như vậy. Một ván thi đấu mà tôi vừa nói như trước đó, Weibo Gaming họ đã có tỷ tỷ lợi thế. Nhưng sự hổ báo được cơ quay là không từ thiệt. Và đây là tình huống thậm chí là Caria đã mở trượt cú W của mình, nhưng như vậy nó cũng là không đủ để Weibo Gaming giành được chiến thắng trong pha giao tranh này. Căn cái đường lướt về đúng chứ, mà rất là người tiếp cận giao tranh trước so với The Shy. The Shy dịch chuyển xuống trễ và kể cả là anh ta có bung cả chiêu cuối của mình ra, anh ta cũng không còn tốc biến để rút lui nữa. Giao tranh toàn thắng dành cho T1 và phần thưởng cho họ là một con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Phải nói là tuy chấp là lá thực sự một Uzumaki Minaka quá kinh khủng với kỹ năng đều bám của mình, và chưa kể đến là ta cắm được cái tiêu quá đẹp nữa. Nó khiến cho đối thủ gần như bất lực Wayway, mặc dù đã có người đồng đội che nhưng che không kịp. Pha gầm eo quá đỉnh cao và để giúp cho T1 có một thủ thắng lợi. Chưa kể đến mạng đó là mạng hạ gục rất tuyệt vời cho T1, mạng chấm dứt giúp cho Zed nâng cấp được nguồn kinh tế của mình nhiều hơn. Và bây giờ thì Zed đã thực sự trở thành một thế lực ở tại khu đường trên với một con Aatrox đã có giả kiếm Rakha. Hãy nhìn vào đội hình bên phía Weibo Gaming, hoàn toàn không có một chống chịu thuần, đội hình của họ rất mỏng. Và với sức ép đến từ những tình huống tạt cánh của Aatrox hay Akali thì những chủ lực của họ chắc chắn sẽ rất khó chơi. Faker mất bom khói, nhưng sự xuất hiện đến từ Chris cũng chưa tạo được áp lực đủ lớn để họ có thể tấn công vào hàng đường giữa của T1. Chỉ là những pha di chuyển hiện tại của Chris vẫn đang mang lại những áp lực ở khu vực cánh dưới bản đồ. Caria có một pha di chuyển thẳng lên khu vực cánh trên để cắm mắt. Anh ta cắm được cực kỳ nhiều mắt trong phần rừng bùa xanh của Weibo Gaming, và nếu như Weibo trở lại khu vực này sẽ cần phải hết sức giải trừ. Và bây giờ cái khó này của Weibo Gaming là họ không có được con rồng, đồng nghĩa việc là cái mục tiêu của họ của khu vực đường dưới nó cũng đang tương đối là bị hạn chế. Weibo muốn di chuyển lên đây hỗ trợ tiếp cho The Shy trong công cuộc đẩy, bởi vì anh ta biết được trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian tương đối khó khăn. Ngưỡng trang bị của The Shy nếu như sau lại rớt bên kia sẽ gặp một số vấn đề nhẹ dựa trên khả năng chém của anh chàng này, và chưa kể đến đôi giày The Shy lên là đôi giày giúp cho anh ta có thêm những nguồn sức mạnh khá là khỏe về mặt phép thuật, nghĩa là không giúp cho The Shy có thể chống nổi được những cú chém được tạo ra từ rớt. Đây là thời điểm mà Weiwei vẫn đang có những lợi thế trực tiếp so với Lee Sin của Honor phía bên kia. Nhưng rõ ràng là T1 cũng đã cho thấy những gì họ có thể làm được với đội hình này trong giao tranh nó khó chịu đến như thế nào. Và con sứ giả thứ hai có lẽ sẽ là điểm đến cho thủ giao tranh sắp tới.
Tấm bóng trúng. Weibo ra dòng ra 5 mới được. Pha nãy bị thiếu người, nó bị lý nhỏ lẻ. Anh ta không hề hay biết. Bây giờ anh ta đã biết rồi. Và anh ta cũng sẽ cần phải lùi lại. Góc bên phải, Faker cũng đang di chuyển cùng với đồng đội để hướng tới con sứ giả đất. Xí quanh đặt nặng con sứ giả đất này. Liên tục là giữ tình huống di chuyển đến từ Faker để có thể tạo ra những nguồn kiểm soát nhất định. Không có cách nào có thể bắt được một con Rakan trong khoảng thời gian này cả. Đơn giản là nó quá cơ động để có thể bắt đi. Nhưng lúc này một vấn đề lớn đối với phía T1 là họ đang thiếu đi ba cái tốc biến đến từ Zerg, đến từ Faker và đến từ cả Kharia nữa. Họ có lẽ sẽ phải chờ một khoảng thời gian ngắn nữa nếu để những thêm một trận này hồi lại nhằm tạo được biến tốc cho bên kia chỉ thiếu đi tốc biến đến từ Weiwei mà thôi. Và Weiwei mình phải tận dụng khoảng thời gian này thật là nhanh đi. T1 đang cố gắng cầu kéo, họ vẫn đang cố gắng phá, họ đang tạo ra rất nhiều lợi thế. Đầu tiên phải nói là cánh dưới vẫn đang đẩy. Bạn có được trụ một khu vực dưới thì T1 cũng sẽ hài lòng. Và T1 vẫn đang nỗ lực chứ họ vẫn đang cố gắng câu kéo Weiwei. Bây giờ đang ngốn lượng thời gian của mình để chăm chăm vào con xe khí đức. Kira phía ở dưới đang chờ đợi cho đúng la vào. Lai đang đứng một mình. Và Lai sẽ cần phải cẩn thận. Anh ta di chuyển ngẫu là ta sẽ phải trả giá. Zeus vẫn còn cơ hội. Faker di chuyển. Mức độ cái động có. Và di chuyển đến từ Faker để xem nào sao hù. Ui Faker né được khỏi cái khí đức di giới của Weiwei. Và nãy giờ thì Weibo Gaming đã phải hy sinh rất nhiều lính ở khu đứng dưới rồi. Họ đang mất đi hoàn toàn những lính khu đứng dưới trong khoảng thời gian Faker đẩy. Và khi Faker thì chuyển trở lại, anh ta vẫn chưa mất đi quá nhiều tài nguyên quan trọng của mình để rút lui và họ sắp hồi những tốc biến rồi. Đúng, Zerg và Faker là hai người ở trong thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi lại tốc biến. Nhưng khoảng thời gian nó quá ngắn ngủi. Weibo Gaming cơ hội để họ có sự kiện đất tạm thời đang bị vơi đi rồi. Họ đang nắm càng ngày cái tỷ lệ họ có được con skill đó đang càng ngày càng bị giảm dần và họ phải đang nỗ lực để có được nó bởi vì họ biết một con Velvet mà có được skill đó sẽ là một lợi thế vô cùng lớn. Nhưng cái khó đây là ăn được nó mà di chuyển ra đầy đủ người nó mới là vấn đề. Đội hình của họ bây giờ Weibo phải về rồng rồi và T1 vẫn câu được đủ thời gian cho tới khi những cái tốc biến quan trọng cho đội hình họ đã phải đánh cùng rồng chứ không được đánh sứ giả nữa. Cái giày thủy ngân rồi Weibo mà đánh sứ giả là T1 ba rồng. Đây là một ngưỡng sức mạnh đầu tiên để T1 có thể bước vào tình huống giao tranh nhưng sắp tới đây khi họ đã câu kéo được đủ thời gian phải chạy xuống bot không cho đối phương ăn họ liên tục kéo sứ giả ra cho hồi máu lại và Weibo Gaming không có được cơ sở để kiểm soát sứ giả. Họ mất thời gian, họ mất máu trụ khu đường dưới, họ mất thêm rất nhiều đợt lính của Xiaohu và để rồi lúc này Faker lại đang là người farm hơn so với sau phía bên kia và họ câu được cho tới khi con rồng xuất hiện luôn rồi. Weiwei anh ta vẫn đang liên tục di chuyển để có thể hỗ trợ về mặt tầm nhìn. Anh ta cùng với là Crip cả hai đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lai vẫn đang nắm đầy đủ hai phép hỗ trợ được thể bắn ở trong ván thi đấu này. Anh ta đã hoàn thành xong được món trang bị trấn phái đầu tiên của một virus có và đang chờ để thể được tỏa nha. Sáng nhưng cái khó ở đây là bạn phải tỏa sáng trước một đội hình tương phá đối luôn rồi, nó phá của mắt rồi ngoại trừ Guma ngoại trừ Guma Yuzi ra các thành viên còn lại còn quá nhanh. Đây mới nói xong Faker tận dụng liền một kỹ năng nghe thoát khỏi khe nước dị giới. Đây là tình huống mà Faker bắt buộc phải có mặt tại khu vực hang rồng và họ sẽ cần phải đánh nhanh trước khi mà The Side để những đợt lính vào khu đường trên vì The Side đang hơn dịch chuyển so với Faker nên họ bắt buộc phải đánh nhanh mà thôi. T1 đang bắt đầu khởi động qua dòng nguyên tố này rồi và The Side đang đẩy đường trước tại khu đường trên trước khi anh ta nhấn cú dịch chuyển xuống ở một cấp độ rất tuyệt vời để Kennen có thể giao tranh. Sao vừa mới bị vỡ vương miệng xong anh ta mới bị vỡ vương miệng sát thương dồn là vô cùng nhiều. Zerg đã bị phát hiện. Lai đang đứng che. Lai còn sợi xích. The Shy vẫn còn bọn tôi đã dậy sẵn sàng cho đúng tấn công. Rồng vẫn đang được ăn. Crip bị dính sóng mầm và Zerg liên phải vẫn đang chờ đợi. Phía bên trên thì rõ ràng Kharia cũng đang muốn mở. Ta làm cái bóng không được hai thành viên bay vào đó tôi nở ra chỉ muốn để có thể hỗ trợ bỏ sắp xếp tôi đó là bóng. Zerg phía bên này đang đợi tôi thành công. Sau hùng mất quá nhiều mẫu. Faker đang bảo vào ta sử dụng phi tiêu của mình tiếp cận một thành viên của đối thủ. Sau hùng mất quá nhiều mẫu. Faker chờ đợi tôi đây các bạn. Anh ta đang câu kéo tới ba bốn thành viên. Faker đây là khi đứng dậy thấy anh ta cầm vũ khí đánh thương. Faker vẫn còn đang mà hàng ngục không. Faker phải làm xuống nhân dân cũng kịp trước để tới một thành viên 7 năm cho T1. Và đây là cách mà T1 dùng đội hình này để giao tranh với Weibo Gaming với ba hướng kẹp khác nhau. Họ kẹp Weibo Gaming tứ hướng và tứ bề tọa địch khiến cho Weibo Gaming không thể nào xử lý giao tranh nổi. Kharia một cánh, Faker một cánh, Zerg một cánh. Quá khó cho Weibo Gaming. Quá kinh khủng đến T1 và Lai hãy nhìn kìa. Anh ta nỗ lực với những mũi tên cuối cùng của mình nhưng anh ta không thể nào bắn được vào trọng tâm. Nơi mà T1 đang có được những lợi thế đó là con rồng. Hãy nhìn ba hướng kẹp vào đến từ phía của T1 và pha thiết mệnh này quá bóp. Bóp chiều cuối Kennen trầm trọng đến từ vị trí của Chris. Và gần như The Shy không có một tác dụng nào cả trong pha giao tranh này. Và để rồi sát thủ cuối của Weibo trong tay Faker đã thể hiện khả năng vét mạng của mình quá tốt. Kennen, anh ta đột kích vào giữa đường đối phương và vẫn có cho mình cú triple kill trước khi lên bảng. Thật sự tia chớp vàng của T1 vẫn đang mang lại một lợi thế vô cùng lớn. Và Honor đã di chuyển vào để hỗ trợ đồng đội của mình. Một cú sút quá đẹp. Một cú sút quá đẹp. Và Faker anh ta ôm bao mạng hạ gục trước khi anh ta nằm xuống. Còn gì tuyệt vời hơn hãy nhìn. Anh không ăn mừng. Anh không ăn mừng trong tình huống vừa rồi. Wow.
Một màn trình diễn vô cùng ấn tượng của T1 trong ngày thi đấu hôm nay. Họ có thể gặp những biến số bất ngờ ở khâu đi đường bởi đối phương. Sau pha vừa rồi là hết rồi. Nhưng khi bước vào những pha giao tranh, thực sự họ ở một đẳng cấp giao tranh vô cùng khủng khiếp. Và những pha giao tranh ở trong 3 ván thi đấu, game này, họ T1 đều trên cơ so với Pokemon. 31 phút rồi. Mặc dù có những biến số nhưng T1 vẫn biết cách tạo ra được những biến số và đội riêng bản thân của mình. Ván này nó sẽ hơi lâu hơn chút xíu tại vì đội hình T1 tay ngắn. Đó họ đã bị thua. Họ đã đội bị thua phải một ca tiền. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác hoàn toàn. Weibo gần đây những nỗ lực trước đó của họ bây giờ đang tan thành mây khói khi mà hai nguồn sát thương phép của họ đều đang thọ phép cơ lại một đội đang muốn múa. The Shy sẽ làm gì đây? The Shy đang bị đè bám cầm kỹ đang nghe khá thành công. Packer chờ đợi sẽ chừng hảo lần thứ hai. Ta chờ đợi được tỷ chiến điểm tử nhưng mà không thành công rồi. Đó là trừng phạt mang lại bàn cùng chơi owner. Packer lùi về được. Thiên mệnh không biết công đẹp tâm khí mà ta đang bị mê hoặc. Anh ta bị chém đi tập đến sát và ta nằm xuống dưới tay của sát. Quay làm gì đây? Đang bỏ chạy tốc lên bộ ba. Cấp bộ kêu cho sát. Cho T1. T1 đang nhảy múa. T1 đang thăng hoa. Wow, trong ngày thi đấu hôm nay và họ sẽ có con Baron đầu tiên của ván thi đấu này. 5 phút nữa để phá kỷ lục. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, họ đang thi đấu một phong cách vô cùng tự tin và đây là tiếng Lai. Lai đang nỗ lực ăn chua nhưng Faker nói không. Lai nên suy nghĩ rất kỹ, sử dụng sợi xích đang đề bám. Faker vẫn đang cố gắng nhảy múa, anh ta đang sử dụng phi tiêu của mình. Lai đang nhắm kỹ năng quyền vẫn có thể lấy được mẫu của Faker nhưng không làm gì được thêm cả. Quá yêu ớt thật sự rồi. Với cú dịch chuyển của Shahu thì ít nhất là Weibo Gaming vẫn có được một trụ ở khu vực đứng giữa, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Faker chủ động tìm kiếm The Shy. Hai cái tên rất đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay và Faker đã xử lý kỹ năng cá nhân không một vết xước. Anh ta không thiếu một thao tác nào cả ở trong tình huống xử lý kỹ năng cá nhân của mình với con bài Akali cả. Và để rồi thì khi mà dớt tới, khi Wumayushi tới, khi Honor tới, khi Keria tới là sự tan vỡ thì Weibo Gaming lại có đánh nhau. Wuma cân ba là điều có thể diễn ra ở đây. Một ván thi đấu quá vượt trội đến với T1 cứ ngỡ khoảng thời gian đầu đã gây khó khăn nhưng bây giờ đã là 5 ca thua. Còn The Shy nhìn vào KDA của The Shy. Ván thứ 3 liên tục rồi. Đúng. Đánh cái gì cũng vậy cả mà thôi. Và chúng ta nhìn The Shy 0-4-3 và 5-1-1. 5-1-1, 3-1, 6-2, 1-7. Còn The Shy chúng ta hãy nhìn, anh ta đã là nằm xuống 4 màn hạ gục. Bây giờ anh ta gặp ai phía bên kia thì chúng ta có thể đọc theo kiểu tên tiếng Việt, The E Thẹn chẳng hạn. Anh ta phải The E Thẹn, ta không thể là The Shy được. Rất khó để có thể khiến cho lượng sát thương của anh ta có thể được đánh vào tuyến sau của T1 nếu như lúc nào anh ta cũng là người nằm xuống đầu tiên. 0-4 rồi. Cho tới thời điểm anh ta chưa cuối đẹp thì lại bị bóp bởi một cái thiên mệnh khả biến đến từ Chris. Thực sự là một ngày thi đấu rất buồn dành cho top god của chúng ta. Phía bên kia thì T1 đang có một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa và họ đã có tới 3 rồng. Và đừng quên linh hồn rồng trong ván thi đấu này là linh hồn rồng nước. Đó là một linh hồn rồng mạnh hơn nữa cho đội hình phía T1 trong việc giao tranh với Weibo Gaming. Điều mà Weibo Gaming đã liên tục ở trong ngày thi đấu này đối mặt với họ là một T1 mình. Điều mà Weibo Gaming đang thất bại liên tục ở trong ngày thi đấu này khi đối mặt với họ là một T1 có phong độ quá cao. Zeus đã hoàn thành xong được món trang bị thứ hai của mình rồi. Chính món trang bị này sẽ khiến người ta gần như không thể nào bị bắt lại. Bạn có gì thì ngủ ba món. Anh ta về và có thêm chị gái Mamotius. Thực sự là lúc này qua trong cấp độ 15 của Zeus sau 23 phút là một thế lực đang ra thành và áp lực đó sẽ là rất lớn dành cho các thành viên của Weibo Gaming. Bất kể thành viên nào có lúc này đều không có được sự chống chịu quá. Tốt. Điểm sáng le lói duy nhất của Weibo Gaming lúc này đang là Lai. Thất tùng được, thất tùng thành viên Honor bay vào sóng ngầm đã có gió đang di chuyển vào tốc độ tương đối là nhanh. Sau Hu đang bị bắt lại trong trên hạ để hai thành viên Chris đang bị dính cái nấm lên và thằng ngay lập tức nằm xuống. Quay đã bị dính bộ hai và đó là sóng ngầm mang cho Honor mà hạ gục. Lai bắn, anh ta bắn tới tháng sau thì lúc đó rất chưa chắc nằm xuống được. Sau Hu đang bị bồng bay yêu thương, thế là Faker cũng như là Keria đang bị đeo bám, đang bị tấn công và đó là hoàn hảo dành cho Faker và Lai đang nỗ lực rất nhiều rất không được rồi. Như tôi đã nói tháng sau và chờ sai là thời điểm để ăn mừng đích. Các fan của T1 rồi. Liệu rằng có một kỷ lục được tạo ra ở trong cặp trận BL5 này hay không? Trận đấu BL5 chung kết thế giới nhanh nhất trong lịch sử của Liên minh tại thế giới. T1 ít nhất sẽ có được một đường đi xuất phát với tình huống quét sạch này. Một mình Chris liệu rằng có làm được gì hay không làm được gì cả. Không được. Ít nhất sẽ là một đường đi xuất cấp cùng với linh hồn rồng cho T1. Quá mạnh mẽ. Quay đang di chuyển, quay đang muốn tạo tiền đề. Dịch chuyển từ tiếng sau hay chăng? Dịch chuyển sau đang không có. The Shy thì có, nhưng ta vẫn đang trên bảng điểm số. Con rồng linh hồn cho T1. Game nhạc như dự đoán. Rất quá mạnh mẽ trong ngày thi đấu hôm nay ở cả 3 ván thi đấu. Mặc dù có những biến số bất lợi ở khâu đi đường dẫn tới tình huống anh ta bị nằm xuống trong khoảng thời gian ban đầu, nhưng hãy nhìn cách mà anh ta trở lại với 6-1-4 KD và shutdown 1.000 tiền.
khả năng mở đến từ Caria, mặc dù đây là tình huống chủ động tấn công đến từ Weibo Gaming nhưng họ không có sát thương và pha phản công của T1 khiến cho Weibo Gaming cục ngã cả năm thành viên. Xiaohu có vương miện nhưng Faker nói tháo vương miện xuống đi. Đúng là như vậy, đưa lại nó cho Faker hộ cái. Và đây là một kèo thi đấu mà tôi cảm giác không thể nào cân khu vực đường trên rồi. Trồn sắm không thể nào đánh thắng được thần sắm rồi. Một vài thi đấu quá áp đảo đến từ Zeus. Và tôi cứ ngỡ là Zeus pha này đã nằm nhưng không, anh ta vẫn quá khỏe. Tôi đã tính nói Lai đang là điểm sáng duy nhất vì trước đó anh ta cũng có hai trang bị. Đây rồi Zeus, lại bắt Zeus, Zeus bổ bài được hai ba thành viên W được một thành viên đó là Thiên Mệnh Khả Bí. Được tên hỗ trợ và Zeus đang bị đe báo để bị dính phân chia thiên hạ. Zeus vẫn đang tất cả khỏe, ta vẫn đang cố gắng bổ hai vẫn đang vẫn đang sống còn sống đường. Thì bên này của Mai Sĩ vẫn đang được qua tất cả hai thành viên sẽ chiến ảo đến một kill dành cho Akali. Quay đã bị tấn công đến từ hai thành viên với của T1 phía bên trái khi nằm xuống. Quay sẽ bắt lại đấu rồi. Dịch chuyển end game, dịch chuyển end game được của T1. Quay đang phải bỏ chạy và T1 họ sẽ là nhà vô địch chắc chắn là như vậy rồi. Họ đang đẩy thẳng vào để lấy ngôi vô địch chung kết thế giới của FIFA. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên sẽ phải nổ và trụ bảo vệ nhà chính thứ hai sẽ phải nổ. Giờ là lúc chúng ta sẽ nói gì? Siêu 3-0 dành cho T1 và còn gì tuyệt vời hơn nữa? Một chiến thắng 3-0 trắng, một chiến thắng thuyết phục, một chiến thắng áp đảo, một chiến thắng của huyền thoại, một chiến thắng của lịch sử của Faker và T1. Một phần thưởng vô cùng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong nhiều năm qua. Và fan T1 trên cả thế giới đã trông chờ khoảnh khắc này tới 7 năm rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 10 năm trước Faker lên ngôi vô địch và 10 năm sau anh ta lại nhắc cho cả thế giới biết rằng huyền thoại sống đường giữa là ai. Quỷ vương Faker đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Họ hủy diệt Weibo Gaming với tỷ số 3-0 và lên ngôi vô địch. Xuất sắc. Weibo Gaming đã có những sự sáng tạo trong cắm và chọn. Nhưng thật sự T1 ngày hôm nay tay họ quá to. Bằng một cách nào đó rất đã sống trong tình huống giao tranh cuối cùng vừa rồi. Vô cùng khủng khiếp. Họ thực sự đã có một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong ngày thi đấu này. Lần thứ hai liên tục bước chân vào trong chung kết và lần này họ đã không để lỡ nó. Và đây là một kỳ chung kết thế giới rất tuyệt vời đến T1. Tại vì chúng ta nên nhớ, trước mỗi đối thủ tại vòng Thụy Sĩ, đối thủ nào thì các fan T1 cũng lo lắng cả. Họ đụng độ với BLG, rồi là Gen.G, rồi là Jingdong Gaming. Họ trải qua vô vàn những khó khăn để đến với trận đấu cuối cùng. Đẳng cấp của nhà vô địch lên tiếng trước những khó khăn đó và vương miện nhà vua của chung kết thế giới 2023 dành cho T1. Nào anh em, á lộn rồi. Nào các bạn fan của T1, đã đến lúc khi nâng cấp chúng ta cùng siêu một cái nhờ. T1, nhà vô địch của chung kết thế giới, họ là nhà vô địch của chung kết thế giới 2023, nhà vô địch của lịch sử quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây chính là đỉnh cao của liên minh huyền thoại, đỉnh cao của chung kết thế giới. Một cái kết vô cùng viên mãn dành cho các fan của T1 sau gần đấy năm chờ đợi, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, sau một khoảng thời gian khó khăn. Và bây giờ các bạn có quyền không cần nghi ngờ gì nữa. Fan T1 không cần phải nghi ngờ gì nữa tại thời điểm này. T1 đã chính thức là nhà vô địch. Thật sự T1 là một ẩn số quá lớn. Bởi vì sao họ không thể, tất cả mọi đối thủ của T1 không thể nào tin được là Honor ở đợt chung kết thế giới này đánh kinh tế như vậy. Từ Nocturne, Lee Sin và chưa kể đến là Zaban Rail. Nên nhớ con Rail của anh ta có được một cây rất đẹp trước khi bước vào trong trận đấu bán kết 20.0.